Này là mẫu mới nha mấy chị ơi. Không, ở trong nó lú một xíu rồi. Nó đéo hết rồi, cái nhìn nó không ngồi. Nhìn cho tao biết mình mặc có quần à. Tao giấu quần. Nhìn cho tao biết mình mặc có cái quần. Rồi bữa nay lên mẫu đồ giả váy nha cả nhà. Ôi, cái kiểu dúng này đẹp quá cả nhà ơi. Về chị nào mà thích gắn nút á thì cái chị gắn nút vô giùm em nha. Tại vì cái lô này em không có gắn. Về chị nào có nút đẹp đó, mấy cái nút mà trong mấy cái bộ đồ mà cũ của mình đó mấy chị, mà mình không có còn mặc tới nữa mà cái nút đẹp quá, mình lấy ra mình gắn vô đây. Đẹp quá đi thôi, đẹp quá đi thôi. Cho nó căng dữ vậy. Chị nói với mấy bạn chốt đơn giùm em đi chị Thúy Nguyễn ơi. Nói với mấy bạn chốt đơn để mấy bạn biết, mấy bạn dòm chị. Rồi cả nhà ơi, cả nhà vào like giúp em. Hôm nay là like là toàn là mẫu đẹp nha cả nhà, mẫu mới. Mẫu mới và mẫu đẹp rất là nhiều trong cái live stream này luôn. Bộ em mặc nó là bộ set bộ nha các chị ơi. Set bộ giả đầm ha. Rất là đẹp luôn. Quần nè. Bộ này em bán cho mấy chị 85 ngàn bộ các chị. 85 ngàn, rất là đẹp luôn. Em về được tầm khoảng hơn 100 bộ và các chị đẹp nhà em tranh thủ chốt ha. Cái này là quần túi xéo nha. Quần túi xéo, hai túi hai bên. Cái áo của nó như thế này. Và dúng ngực, dúng đợt này quá đẹp luôn. Bộ này có size 2 đến size 6 hay size 5 chị? 2 tới 5. Em có từ size 2 đến size 5 cho các chị đẹp nhà em nha. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Em đang mặc, các chị lên giúp giùm em mã này là mã xanh riêu đi ha. Ní riêu, ní xanh. Chốt ở đâu chị? Ủa chị, cái này là cái xanh riêu hay xanh ngọc? Ngọc đậm nha. Ngọc đậm ha. Cái đó là gì? Rồi em đang mặc mã này, cái chị lên giúp em là mã ngọc đậm nha cái chị ơi. Ngọc đậm giá 85 ngàn một bộ, chốc không lỗ, rất là đẹp luôn. Cái này là em đang mặc size số 2 là nó thoải mái hơn so với em nè. Nên nó là em bóp lại một tí xíu nha. Cái này em không có size số 1, cái này nó sẽ có từ size 2 trở lên. Đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Bộ này các chị ở bộ này mặc rất là xinh nè. Ở phía sau em có nhấn ben cho mấy chị nữa nha, nhấn ben ship ly ở phía sau tí xíu, nên là cái form này các chị mặc nó xè ra giống như là một cái đầm vậy, rất là đẹp luôn. Ngọc đậm cho ngoại Ken Cool. Ok, ngoại Ken Cool. Hello ngoại, cảm ơn ngoại. Đẹp lắm luôn á ngoại ơi, cái bộ này nè, mặc đẹp, giải đẹp, giải mát nữa. Lên với em mã ngọc đậm nha cả nhà ơi, ngọc đậm. Đủ bông đi ngoại ơi. Đủ bông đi ngoại. 85 ngàn. Nó có 2 mẫu bông, nó có 85 ngàn một bộ. Lên giúp em mã này là mã nhí xanh nha cả nhà ơi, nhí xanh. Lên giúp em mã này mã nhí xanh đi các chị đẹp quá à. 85 ngàn, nhí xanh. Dạ cảm ơn ngoại Ken Cool. Em chào chị Nguyễn Hưng. 85 ngàn nha cả nhà ơi. Một set bộ như thế này 85 ngàn. Để qua nay rồi trong tủ lạnh. Em ăn hả? Ăn còn được hả? Ăn được, ăn đi bụng chị, học chị không dám ăn vô. Vải thun lỗ nha chị Nguyễn Vẹn ơi. Thun lỗ rất là đẹp luôn. Nhí xanh size 5 cho ngoại Ken Cool. 85 ngàn một bộ. Đúng rồi, thun nha chị Nguyễn Vẹn ơi. Thun chị. Em có từ size 2 trở lên. Size 2 là 55-50, tầm khoảng 51-52kg đến 55-56kg. Chị đẹp nhà em mặc vừa nha. Size 3 là 57kg đến 61kg.
Size 4 là cho cái chị đẹp nhà em 62 đến 66 kg và size 5 là cho cái chị đẹp nhà em tầm khoảng 67 đến 70 71 kg mặt dừa. Quá đẹp luôn các chị. Đẹp lắm. Lên giúp em mã này là mã riêu. Chốt em mã này là mã riêu nha cả nhà, mã riêu. Đẹp tuyệt vời luôn cả nhà mình ơi. Bộ đang mặc size số 4 em chốt cho chị Ánh Hảo Lê. Ok chị Ánh Hảo Lê. Rồi lên giúp em mã này mã nhí tím. Đẹp chưa cả nhà. Lên giúp em nhí tím nha, nhí tím. Rồi cái nhí tím này lên đẹp nè mấy chị. Nhí tím, chốt em mã nhí tím. Đẹp xuất sắc. 85.000 cả nhà mình đây. Đẹp lắm. Chốt em mã nhí tím nha, nhí tím. Rồi lên giúp em mã này quần có hai túi hai bên chị, quần túi xéo. Cái này là mấy chị mua giống như là mấy cái set mang gồ vậy đó. Nhưng mà thay vì mấy chị mặc hàng mang gồ thì giá nó cao hơn. Em may lại cái thun cho mấy chị. Cái này là em nhái lại mẫu á nha. Ấy lại mẫu á, chỉnh lại tí xíu may dễ thun cái chị mặc nó sẽ thoải mái hơn với giá thành nó rẻ hơn. Lên giúp em mã này quần hai túi xéo chị. Lên giúp em mã này nha, mã này lên giúp em là mã cam, lá cam. Dạ 70 kg, cao 1m62 là mặc size số 5 nha chị Nguyễn Vạn Nguyễn ơi. Mặc chuẩn size số 5 luôn đó chị. Chị mặc size 5 là đẹp luôn đó. Bộ này chị 1m62 là chị mặc đẹp luôn. Lên giúp em mã hồng. Hồ ơi, cái mã hồng này lấy ngoại ơi. Hồng đẹp quá. Lên giúp em mã hồng nha cả nhà, hồng. Rồi lên giúp em mã này. Sơn thủy. Cho em mã này mã sơn thủy, sơn thủy. Lá cam 5 cho ngoại kênh cuốn. Đẹp lắm luôn á cả nhà. Bộ này bình thường cái chị mua mà hàng giải khép là hàng thiết kế hay là nó tầm khoảng 145 ha, đến 150 hoặc có nơi ta bán 165 nữa, cao cấp hơn tí xíu là 165. Anh này cái chị mua hàng thun cái chị mặc đi rất là, thứ nhất là nó có co giãn thoải mái, mấy chị đứng lên ngồi xuống nó cũng thoải mái mà giá thành nó lại rẻ, mặt nó lại mát nữa. Em chào chị Phương Phương. Hồng 5 cho ngoại Ken Kun. Bộ em mặc còn sơn thủy 4 em chốt cho chị Ánh Hảo Lê. Nhí tím size 5 em chốt cho chị Nguyễn Vạn Nguyễn. Sơn thủy size số 5 cho ngoại Ken Kun luôn. Rồi lên giúp em mã sơn thủy nha cả nhà, sơn thủy. Này em đang nhờ chị Tư em lên thêm cho em lâu nữa. Rồi lên giúp em mã này nha mấy chị ơi. Lên giúp em mã này là mã trắng nha. Lên giúp em mã này là mã trắng. Chốt em mã trắng. Dạ chị Phương Phương. Facebook bây giờ nó vậy đó chị. Facebook bây giờ là hên xui lắm. Chốt em mã này là mã trắng nha cả nhà, mã trắng. Lên giúp em mã trắng. Rồi lên giúp em mã này. Mã này cái chị lên giúp giùm em là mã xám. Lên giúp em mã xám nha, trắng 5 cho ngoại Ken Kun. Lên giúp em mã này là mã xám nha, mã xám. Đẹp lắm luôn. Em may cái form quần cho mấy chị là giống như form quần quấy vậy đó mấy chị ha. Nào. Em đang gửi qua cho chị Tư em nhiều mẫu lắm, mấy mẫu luôn để lên cho mấy chị. Đẹp quá. Đợt bữa sau em sẽ lên size 6 luôn cho mấy chị ha. Trắng 3 em chốt cho chị Thanh Thủy. Ok chị Thanh Thủy. Trắng 3 cho chị Thanh Thủy. Rồi lên với em mã này mã xám nha mấy chị. Cái này đẹp nè cả nhà. Đó, xám nâu vậy nè. Lên giúp em mã này mã xám nha. Lên với em mã xám. Em đang mặc mã này là mã ngọc đậm. Lên giúp em ngọc đậm nha. Rồi em lên lại cho cái chị một lần nữa nha mấy chị ơi. Chốt em mã ngọc đậm. Rồi mã này lên giúp em mã trắng. Xám 3 em chốt cho chị Hạnh Trần. Lên giúp em mã này là mã trắng nè, mã trắng nha chị, trắng. Bả thun nha chị Ngọc Mai. Rồi lên giúp em mã này mã sơn thủy. Chốt em sơn thủy, cả nhà sơn thủy. Wow, đẹp quá, tiền đẹp luôn á. Về cái chị có những cái nút mà nào mà gắn với chị gắn với chị làm kiểu ở đây nè, ngay chỗ cái dúng này nè mấy chị. Cái nào mà nút nào đẹp đẹp với chị gắn vô nha. Hả? Hoặc là mấy cái càng áo rồi đó mình gắn cho mình là mình thêm cái phụ kiện vô tí xíu nữa nó sẽ rất là đẹp. Lên giúp em mã sơn thủy nha, trắng size 5 cho chị Nguyễn Vạn Nguyễn. Ok chị. 85.000 một bộ như chị Hồng Mai. Cái đó là mã xám đây. Sơn thủy là cái bộ này nè. Đây chị đẹp chị Cúc mình. Trời ơi cái mã hồng này nó đẹp nè cả nhà. Bộ hồng này quá xuất sắc luôn. Lên giúp em mã này là mã hồng nha. Dạ em cảm ơn chị Phương Phương rất là nhiều.
Lên với em mã hồng nha, cả nhà mã hồng 85 ngàn một bộ. Bữa nay các chị nhớ đón xem cái like này nha. Phải xem cái like này, các chị trong cái like này có nhiều màu, nhiều đồ đẹp lắm. Ngọc đậm sơn thủy size số 5 cho chị Thảo Lan. Bộ này chưa có size 6 chị Hai La ơi. Đợt sau em sẽ may cho mấy chị ha, tại vì em còn 2 3 kiểu thôi. À, em sẽ like cho mình chị Đào Trần ơi, cho em cái size với chị Hồng, chị lấy size mấy chị ơi? Hồng chị cho em cái size nha. Lên giúp em mã này, mã lá cam nè cả nhà, lá cam. 85 ngàn một bộ. Như em đang mặc nha, em có từ size 2 đến size 5. Lên giúp em mã này là mã nhí tím cả nhà ơi, cho em mã nhí tím. 58 kg là size 3, Hồng size 3 cho chị Đào Trần. 58 kg mình cao nhiêu vậy chị? Hồng 3 cho chị Đào Trần. Chị Vũ Hạnh ơi, mang gồ dài thì em chưa có like cho, chưa có like đâu chị. Em không biết là em có lên hay không ha, tại vì bữa nay mẫu về rất là nhiều. Đó là em sẽ like xe dòng ha. Em xe dòng, tại vì mang gồ dài thì em cũng còn ít à. Mang gồ dài là còn mấy cái mẫu hôm bữa em có like lại cho mấy chị ở cái khúc sau đó, nó còn những cái mẫu đó thôi. Lá cam xe số 5 em chốt cho chị Nguyễn Vạn Nguyễn. Ok chị. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí tím đi cả nhà ơi, đẹp quá. Nhí tím. À, ngọc đậm em đang mặc cho chị Yên Trần. Dạ đúng rồi chị. Chị Yên Trần ơi, chị 62 kg là chị cao bao nhiêu vậy chị? Bình thường chị mặc bên em là size 4 đúng không? Em lấy cho chị size 4 nha. Cái form này là form bình thường á. Rồi nhí tím size số 4 cho chị Ngọc Mai luôn. Nhí tím đẹp quá. Bông nè mấy chị. Nha, cái này nó có kim tím nữa. Đó, cái chị mặc cái set này rất là đẹp. Cũng chị Đào Trần hồng mấy gì vậy? Size 3 chị. Rồi vậy có chị Yên Trần là 62 kg lấy size 3 hay 4? 62 kg lấy size 4. Chị hai cái áo xả đi. Lên giúp em mã này là mã riêu nha cả nhà, mã riêu. Dạ rồi ok em lấy chị size 4. Bộ em mặc là ngọc đậm size số 4 cho chị Diễm Nguyễn. Nhí tím size số 5 cho ngoại Cancun. Hết rồi. Hả? Lên giúp em mã này là mã riêu. Lấy luôn bộ riêu ngoại ơi. Riêu ngoại chưa có nè. Size 5 sắp hết rồi ngoại ơi. Size 5 sắp hết rồi, size 5 còn có mấy bộ à. Lên giúp em mã riêu nha. Bộ này không có size 6 rồi chứ Thiên Thanh ơi. Bộ này có tới size số 5 mà em đang mặc size số 1 á. Em bóp ở phía sau nè. Bữa nay em ốm mà mấy chị ơi. Hồi sáng giờ là em mất hết 2 kg rồi. Nhưng bộ này cái chị mặc đẹp nè, bộ này mặc eo nhiều nha. Bộ này mặc, bộ này mặc tôn được cái vòng ngực với cái vòng eo và cái mông nữa, tại vì cái áo chị Tư em chỉ may là chỉ có ship ly cho mấy chị á. Nên là ở dưới đây là nó sẽ xè nhẹ ra tí xíu. Đó, cái chị mặc rất là đẹp. Riêu 5. Riêu 5 cho em chào chị Hồ Quỳnh, riêu 5 cho ngoại Cancun. Bình thường mặc size 2 là cái này size 2 luôn chứ Phương Bùi, không có lên xuống size gì hết đó. Form này là form bình thường đó chị. Riêu 5 cho chị Diễm Nguyễn. Chị Đào Trần là 58 kg cao bao nhiêu chị ơi? 58 kg là phải size 3 nha, size 2 mà không có vừa nha. Em là 1m58, em nặng có 50kg thôi chứ em không có 55kg. Chị 58kg là chị hơn em 8kg đó, chị mặc vừa không? Size 2 nè. Rồi nếu mà chị mặc vừa thì em lấy cho chị size 2 vậy. Chị lên giúp em hồng 2 đi. Chị lên giúp em hồng 2 đi, để thôi là vài bữa về mặc không vừa nó. Ủa chị lên số ký tại em lấy cho chị nữa. Chị muốn chốt là chị lên hồng 2 giùm em đi chị. Em đổi lại cho. Chị Đào Trần à? Dạ. Riêu 5 cho chị Thiên Thanh. À, riêu 5 hết rồi chị Thiên Thanh ơi. Size 5 bây giờ em còn được hồng, em còn được nhí nha, xanh với lại là còn được mã xám nè chị Thiên Thanh. Chị Thiên Thanh không có riêu 5 rồi. Em còn được 3 họa tiết nè chị Thiên Thanh lấy luôn không? Hồng cũng đẹp nữa, nhí xanh. Đang mặc size số 4 cho chị Phi Nguyễn. Ok chị Phi Nguyễn. 1m62, 67kg mặc size 5 đi chị Nguyễn Vẹn ơi. Eo chị nhỏ không? Nếu mà eo tầm khoảng 87 trở lại thì mặc size số 4. Còn từ 88 trở lên thì mặc size số 5. Để em bung cái size 5 ra cho mấy chị coi nè. 1m58, nặng 58kg là mặc size 3 nha chị ơi. Chị nào mà muốn chốt theo size của mấy chị thì mấy chị cứ lên chốt đi. Còn em canh là em canh theo cân nặng chiều cao ha. Của bên em nè, em đang cầm cho mấy chị là size 5 nè. Rất là gọn ha. Đó. Ngọc 2 em chốt cho chị Nghĩa Lê. Còn mấy chị muốn chốt theo đúng theo cái ý của mấy chị mà mấy chị cảm thấy là tôi gọn người. Tôi gọn người tôi có thể mặc size số 4 vừa thì các chị cứ lấy. Size số 4 thì thường nó sẽ tương đương với size chuẩn là size 2XL là sẽ là size chuẩn, nha là tương đương. Còn mấy chị mà mặc size 3XL thì mấy chị phải chốt lên size số 5.
ngọc. Rồi còn ví dụ như chị gì hồi nãy chị đào chân nè, muốn lấy size số 2 thì thường là chị phải mặc size M. Thì chị lấy size 2, còn chị mặc size L hoặc XL thì chị phải lên size số 3. Nha. Bộ này là cái quần của nó là quần đùi chị, quần đùi nhưng mà mình giả như cái váy vậy đó nha. Đùi là bình thường em may cái quần đùi thì ống nó nhỏ hơn, còn này em may ống nó xè ra tí xíu, nó giống như mấy cái mango thiết kế ở trên mấy cái trang mạng mà các chị thấy đó. Nó giống vậy đó, là nó là một cái set bộ, thì cái này em biến xấu nó lại là may dễ thun cho mấy chị nha. Mấy chị dễ thun cho, với thứ nhất là giá thành nó rẻ, thứ hai nó có độ co giãn, cái chị mặc nó cũng thoải mái. Không biết còn ví dụ như chị nào mà gọn người eo nhỏ nha mấy chị, eo nhỏ thì các chị có thể là chốt theo cái size của mấy chị cũng được. Đó là tùy theo tại người đó. Còn em canh thì em theo cân nặng chiều cao. Rồi đó chị đào trần, chị quyết định đi, chị lấy size nào thì em lấy cho chị size đó nha. Còn của chị Nguyễn Vẹn thì giữ nguyên size 5 nè. Rồi lên giúp em mã này nha mấy chị ơi, lên giúp em cái này là nhí xanh. Nhí xanh giúp em luôn, em đang cầm size số 5 đó. Em đang cầm cái này là size 5 nè. Đây là size số 2. Mấy chị ơi, em nói rồi là cái size này là size bình thường, thì bình thường các chị mặc size nào thì các chị mặc size đó đi chứ còn mấy chị lăn tăng cái vấn đề gì nữa ạ? Còn không tin tưởng em thì thôi chốt theo size của mấy chị nha. Ok chưa? Rồi lên giúp giùm em mã này, các chị lên giúp em mã này là mã nhí ngọc nha. Còn không tin tưởng em muốn chốt theo size của mấy chị cứ chốt. Khỏi có lăn tăng nha, mình chốt theo size của mình về vừa thì mình mặc đẹp, còn không vừa không gì thì mấy chị quyết định theo cái size của mấy chị. Khỏi đổ thừa em. Đó em nói là size bình thường mà mấy chị cứ vô mấy chị hỏi em hoài, rồi kêu em bung cái này bung cái kia ra cho mấy chị coi, chị cho nó công vậy. Em nói là size bình thường thì mình mặc bình thường, mình mặc size nào thì bộ này mình chốt size đó nha mấy chị. Còn em là 1m58, em nặng 50kg, cái này em mặc size số 2 thì bắt buộc em phải bóp ở phía sau lại rồi, chứ em không bóp sao, nó rộng thùng thình, nó rộng hơn cái size của em mà. Em có 65 thôi, nhà bộ này 58kg mặc sao vừa chứ. Lên với em mã này nha mấy chị, chốt em mã này là mã nhí ngọc nha, chốt em nhí ngọc. Còn khi nào phơm nhỏ hoặc phơm to rộng rãi tí xíu hoặc chất liệu vải nó coi giãn nhiều hay gì thì em sẽ nói với mấy chị. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí ngọc đi cả nhà, 85.000 một bộ các chị. Mấy chị lên mà mấy chị cứ phân dân như vậy hoài, khách mới người ta vô người ta coi người ta cũng ngại nữa mấy chị, em nói thật á. Tại vì em canh size cho mấy chị á, là thì tất nhiên là có những mẫu là nó cũng phải xê xích nhau một tí xíu nha, nhưng mà nó sẽ không có nhiều. Còn kia mà canh chuẩn thì làm sao mà chuẩn được. Rồi chị Đào Trần, em quỷ cái bill của chị Đào Trần nha, không có thấy trả lời, không biết size 2, size 3 gì chứ á, quỷ thì chị. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã nhí ngọc nha các chị ơi, nhí ngọc kèm size giúp em nè, nhí ngọc. Chị Ngọc Mai lên đúng mã giúp em đi chị. Em đang mặc là nhí xanh chứ, nhí xanh đúng không chị, lấy xanh nhí size số 4 cho chị Ngọc Mai. Em chào chị On Nguyễn, em chào chị. Ok chị Ngọc Mai, em lấy cho chị rồi. Rồi lên với em mã này là mã riêu đi cả nhà, mã riêu. Canh size mà kỹ cho mấy chị đến mức độ vậy mà mấy chị còn lăn tăng mua không được đồ nữa. Rồi mấy cái bộ mà người ta đọc 45kg đến 60kg, 65kg mấy chị mặc vừa sao mấy chị dám chốt mấy chị, hàng riêng size 45kg đổ lên 65kg đổ về rồi mấy chị chốt sao đó, vừa không vừa gì về cũng mặc chứ. Lên với em mã này mã riêu nha cả nhà, mã riêu. Dạ.
Chốt em mã riêu nha, riêu em có size 2, em còn 234. Riêu em còn được 234, 85 ngàn một bộ, quá đẹp luôn. Riêu 2 em chốt cho chị Ngô đẹp. Quần có túi xéo hai bên nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Em đang mặc, em là 1m58, em nặng 50kg. Em đang mặc cái này là size số 2 nè. Size số 2 là tầm khoảng 55-56kg trở lại, cái chị mặc ok. Riêu 3 em chốt cho chị Phương Bùi. Nhí tím chị có rồi nha chị Ngọc Mai ơi. Nhí tím 4 là chị có rồi. Chốt em mã riêu nha các chị, mã riêu. Rồi lên giúp em nhí tím ạ. Chị Ân Nguyễn lấy size 4 là lấy mã gì vậy chị đẹp ơi? Size 2 đủ bông cho bắp cải. Chị Ân Nguyễn lấy size 4 là lấy mã gì vậy chị đẹp ơi? Chị cho em cái mã đồ nha, kèm theo số điện thoại giúp thêm em. Chị xài nít mới thì cho em số điện thoại bên nít này luôn nha chị ơi, để mấy bạn chốt đơn, mấy bạn biết mấy bạn gọi điện chốt đơn ạ. Riêu 4, riêu 4 cho chị Ân Nguyễn. Lên giúp em số điện thoại luôn nha chị. 70kg có nha chị Nhân Phan ơi. Chị Nhãn Phan có chị. 70kg cao 1m55 trở lên, chị mặc size số 5 giùm em ạ. 85 ngàn một bộ cả nhà. Nhí tím size số 4 cho chị Phi Nguyễn. Quá đẹp luôn cả nhà mình ơi. Quá đẹp luôn. Này em mặc size 2 em khỏi rồi. À, này size 2 55-56kg là cái chị mặc vừa đẹp luôn. Em 50kg là em mặc hơi thoải mái. Nhí tím size số 5 ngoại Ken Kun có chưa? Hình như có rồi. Nhí tím size 4 cho chị Phi. À, em thấy là em bấm lộn rồi. Bấm lộn của chị Phi Nguyễn này nè. Chị Phi Nguyễn có rồi đúng không? Đúng rồi, chị bấm rồi đúng không? Chị Ân Nguyễn là đi 4 nha. Dạ em cảm ơn chị Mai Trần. Chị Sang Nguyễn ơi, em biết em, chị là chị Sang Nguyễn em biết rồi, nhưng mà chị phải cho em số điện thoại nha. Tại vì ở trên cái hệ thống của em rất là nhiều chị Sang Nguyễn, em không có nhớ số điện thoại của từng chị. Nên là chị xài nick mới thì chị cho em số điện thoại trên cái nick này luôn. Nhí tím xe số 3 cho chị Thanh Thí. 85 ngàn một bộ chị Hồng Tuấn. Nhí tím 3 em chốt cho chị Thấm Phạm. Em đang mặc là 85 ngàn một bộ. Rồi lên giúp em mã nhí tím nha các chị ơi. Nhí tím hiện tại là toàn được size 2, size 4 à. Tại mấy bạn chốt đơn là mấy bạn không có biết số điện thoại của mình đâu. Ý chị Sang Nguyễn là chị Sang Nguyễn nào đâu, đánh lên chị Sang Nguyễn một cái là hàng loạt chị Sang Nguyễn nó nổi lên đó. Như tím 3 hết là chị Phương Bùi. Lên giúp em lá cam đi cả nhà, lá cam. Chị Ân Nguyễn lên giúp em số điện thoại chị ơi. Rồi lên giúp em mã này ha, nhí tím 2 em chốt cho chị Hồng Tuấn. Rồi chốt em mã lá cam đi, cái chị đẹp quá. Lá cam kèm size giúp em nha cả nhà. Chốt em mã lá cam, rất là đẹp luôn các chị. Lá cam kèm size giúp em ạ. Lá cam 3 em chốt cho chị Thanh Thúy. Lá cam 2 em chốt cho chị Nghĩa lên. Chị không lên số điện thoại là em không có chốt đơn cho mình tiếp nữa nha. Lên với em lá cam đi cả nhà, quá đẹp luôn. Giá 85 nghìn bộ. Rồi lên giúp em là lá cam nha cả nhà, lá cam. Lá cam 4 em chốt cho chị Ngọc Mai. Nhí tím 4 cho chị Hương Lê. Ở sau không có bao thun chị. Ở sau không có bao thun. Em mai bình thường tại vì cái này nó đã có co giãn rồi. Thun là nó đã có co giãn rồi, không cần phải bo. Chừng nào người ta mai mang gồ không có độ co giãn là người ta bắt buộc người ta phải may dây kéo, hoặc là người ta phải may cái bo thun để mình chồng cổ vô. Còn cái này không cần. Dạ đúng rồi, ngoài Ken Kun, nhưng ngoài Ken Kun có đủ rồi đó. Ngoài Ken Kun mấy bộ rồi? 8 bộ đủ rồi đó chị. Cái này 8 bông đúng không chị đẹp? 9 bông vậy ngoại còn thiếu gì ta? Ngoại còn thiếu mã trắng hả? Có
ngọc đậm nè, nhí xanh là lá cam, hồng sơn thủy trắng. Ngoại còn thiếu mã xám nha ngoại ơi. Còn thiếu mã xám, ngoại mới có 8 bộ à. Rồi em thấy số điện thoại của chị Sang Nguyễn nha. Của chị Ân Nguyễn. Rồi nhí tím 4 cho chị Ân Nguyễn luôn. Rồi là hết nhí tím 4 nha. Nhí tím thì chỉ còn một bộ em nữa thôi. Dạ. Rồi lên giúp em mã lá cam đi cái chị, lá cam 85.000 một bộ cả nhà ơi. Rồi chốt em mã này là mã hồng cả nhà, mã hồng. Đẹp quá. Hồng hiện tại bây giờ em còn được 2 3 4. Bộ hồng này đẹp. Hồng còn 5 luôn, 2 3 4 5 luôn. Quá đẹp luôn cả nhà. Lên giúp em mã hồng đi các chị. Hồng. Hồng em còn được 2 3 4 5, cái chị đẹp chốt giúp em nha. Hồng ba em chốt cho chị Thanh Thúy, hồng năm em chốt cho chị Ân Nguyễn. Chị Ân Nguyễn lấy hồng năm luôn hả chị, chứ không phải bốn hả? Chị cân nặng chiều cao bao nhiêu? Hồng ba em chốt cho chị Phương Bùi. Chị chốt hai size đúng không? Size 4 với size 5 đúng không? Rồi lên giúp em mã này là mã hồng đi cả nhà, đẹp quá. Chốt em mã hồng nha cả nhà mình lên. Rồi dễ thương quá mấy chị ạ. Bộ hồng đẹp. Hồng size 4 em chốt cho chị Phi Nguyễn. 85.000 một bộ các chị. Các chị mua nửa giá của hàng thiết kế nè mấy chị đẹp nha em. Cái này em cũng thiết kế cho mấy chị nữa mà thiết kế thun. Giá thành nó rẻ hơn. 6 năm hồng năm em chốt cho chị Nhãn Phan. Dễ mặc nữa, dễ thun, các chị mặc đứng lên ngồi xuống thoải mái. Dạ ok nha chị Ôn Nguyễn ơi. Rồi hồng 2 em chốt cho chị Liên Bảo. Ok chứ Liên Bảo. Hồng 54kg cao 1m52. Chị gọn người hơn chị Lý Phạm ơi. Em lấy cho chị size 3 nha. Hồng 3 cho chị Lý Phạm. Tại vì cái này size 2 này em thấy nó cũng gọn hả chị. Em 1m50 mà em mặc nó cũng bỏ quên, em 50kg, 1m58 mà em mặc nó cũng vừa vừa đó. Nên là chị 1m52, 54kg em lấy cho chị size 3 nha. Thung là chúng em ở Sơn Thủy cả nhà. Sơn Thủy. Sơn Thủy em còn được size 2, size 3 và size 4. 2, 3, 4 cho mã Sơn Thủy cả nha. Bọn này cũng đẹp nữa nè các chị. Sơn Thủy em còn được size 2, size 3 và size 4. Trời ơi, áo dài, đơn áo dài bữa giờ em đi hết trơn rồi chị. Đâu có đơn áo dài nào mà còn ở đây đâu. Áo dài bữa giờ em đâu có like lại. Có 2 tuần rồi đó, em đâu có nhận đơn áo dài đâu. Đơn của chị mà đã chốt qua tin nhắn hay gì rồi á, là bên em đã gọi điện xác nhận đơn hay là nhận đơn gì rồi là đơn đã đi rồi nha chị ơi. Chị Văn Thu nha. Sơn Thủy 3 cho chị Thanh Thí, Sơn Thủy 4 cho chị Ân Nguyễn. Ok chị đẹp. Rồi lên giúp em mã Sơn Thủy cả nhà ơi. Sơn Thủy. Ok đơn của chị Vũ Hạnh xả ra. Mấy chị chốt đơn mà mấy chị hay xả ra xả vô là em hàng sale, mà mai mốt em không có ưu tiên đâu nha. Em nói với mấy chị đừng buồn nha. Tại vì hàng á, là em có nói trước. Hàng em lên rất là nhiều mẫu và em đã xây dòng. Hôm bữa đó hàng quần dài là em đã lên tới lên lui cho mình mấy lần rồi mà do mình chọn không có được nha. Bây giờ kêu em lên lại thì em không thể nào mà em lên lại rồi mấy chị chốt mà mấy chị cứ xả á, là em xin phép lần sau hàng sale em không ưu tiên nữa nha mấy chị. Và em không dồn cho mấy chị nữa nha. Đơn của chị Vũ Hạnh, số điện thoại 919 xả ra giùm chị nha Hoa Quyên. Của Vũ Hạnh. Có bộ lửng bộ gì đó rồi gọi xả ra chị. Hàng sale mà em xả hàng và em bán mà mấy chị còn chốt không có được hai bộ nữa mấy chị. Mấy chị cứ xả ra xả vô hoài ha. Mai mốt em không có ưu tiên với nha. Mấy chị buồn mấy chị giận thì em chịu. Em đâu có lên theo yêu cầu đâu mấy chị.
Rồi lên giúp em mã sơn thủy đi cả nhà. Chớ em sơn thủy nha, sơn thủy kèm size giúp em. 54 kg 1 m 22 C3. Chớ em mã sơn thủy cả nhà, sơn thủy giá 85.000 một bộ nha cả nhà mình ơi. Rồi lên giúp em mã này là mã trắng nha các chị, mã trắng. Rồi lên giúp em mã này là mã trắng nha cả nhà, mã trắng. Lên giúp em mã trắng, ôi mã trắng đẹp quá cả nhà ơi, trắng em còn được 2, 3, 4. Trắng 4 cho chị Phi Nguyễn, ok chị Phi Nguyễn. Rồi lên giúp dùm em mã này cho mấy chị ơi. Lên giúp em mã này là mã trắng, đẹp quá cả nhà. Trắng em còn được size số 2, size 3 và size 4 nha cả nhà. 2, 3, 4, 5 còn không chị? Như còn bộ kìa đúng không? Có 5 không? Cái chị nói biết. À chị nói biết. 5 chỉ còn có 2 bộ đó với bộ nhé. Rồi trắng 3 với 4 em chốt cho chị On Nguyễn. Ok chị On Nguyễn. Rồi xám cả nhà ơi, xám em còn được 3, 4, 5 nha. Có, ngoại đủ 9 bộ mà. Sáng có luôn. Nãy chỉ thiếu bộ gì đó. Bộ trắng. Ủa quên, không phải. À thiếu bộ xám, đúng rồi, thiếu bộ xám. Xám em còn được 2 3 4 5 các chị đẹp chốt em nha, mã xám. Trắng 3 em chốt cho chị Anh Hoàng. Ok chứ Anh Hoàng. Rồi lên giúp em mã xám chị. Đẹp quá đẹp. Rồi lên giúp em mã xám nha. 845 cho chị On Nguyễn. Đẹp quá đẹp luôn cả nhà. Lên giúp em mã xám nha cả nhà, mã xám. Cái áo cái cổ đợt này đẹp quá chứ. Cổ vuông tim rất là đẹp. Yeah. 85. Hết. Hết rồi ngoại ơi. Nãy giờ ngoại không chốt. 83 cho chị Lành Võ. 83 em chốt cho chị Làm Võ. Ok chị đẹp. Rồi em dơ bông lại cho mấy chị xem nha. Bông đẹp đẹp không nè. Xám chị Thắm Phạm nãy là xe mấy ta? Xe 3. 83 cho chị Thắm Phạm luôn. Ok chị. Rồi em dơ lại màu cho mấy chị nha. Em dơ lại họa tiết cho cái chuyện cái rồi xong em qua mẫu. Em qua mẫu áo bà ba, áo bà ba cấp tân em mới về hồi tối hôm qua cho mấy chị. Em lên lại cái áo đó. Xong rồi mình sẽ qua mẫu mới tiếp ha. Rồi lên giúp em mã này nha mấy chị đẹp nha. Em ơi lên giúp em mã này là mã trắng đi cả nhà, mã trắng. Quá xuất sắc luôn. Cháu em trắng. Rồi mã này lên giúp em mã hồng. Đẹp quá đẹp luôn cả nhà ơi. Lên giúp em mã hồng cả nhà ơi, hồng. Size 1 là ở bên size 2 là 55 56 kg đổ lại nha. Size 3 là 61 kg, size 4 là 62 kg đến 66 kg. Size số 5 là tầm khoảng 66 67 kg đến 70 71 kg mặc vừa nha cả nhà. Dạ đơn của chị Thắm Phạm đi đơn luôn. Ok chị. Rồi lên giúp em mã này đi cả nhà. Chú em mã này mã hồng. Mã hồng này đẹp lắm nè cả nhà. Hồng này mặc nhìn nhìn trẻ đẹp. Lên giúp em mã hồng 85.000 một bộ. Chú em mã hồng nha các chị, mã hồng. Giá chỉ có 85.000 thôi cả nhà mình ơi. Rồi nhí tím giúp em luôn cái chị đẹp nhà em ơi. Nhí tím nha. Nhí tím kèm size giúp em luôn. Nhí tím hiện tại em còn được size 2 không à. Còn được một bộ duy nhất size số 2. Nhí tím em còn được một bộ duy nhất size số 2. Cái chị lên giúp em mã nhí tím. Rồi mã này cái chị lên giúp em là mã lá cam. Chốt em lá cam nha cái chị ơi. Lá cam em còn được size 2, size 3 và size 4. Lên giúp em mã lá cam rất là đẹp luôn. Lá cam. Hồng 4 em chốt cho chị On Nguyễn. 83 cho chị Nghĩa Lê. Như em chưa đọc chị Nghĩa Lê đúng không? 83 em chốt cho chị Nghĩa Lê. Lên với em mã này lá cam đi cả nhà, lá cam.
Dạ đơn của chị Nghĩa Lê em đi đơn luôn ha. Địa chỉ là 293 Nguyễn Kim Cương hả chị? Địa chỉ cũ đó ha. Rồi lá cam 4 em chốt cho chị On Nguyễn. Ok chị On Nguyễn. Rồi lên giúp em mã lá cam đi cả nhà, lá cam. Rồi Sơn Thủy. Sơn Thủy hiện tại em còn được 234 luôn. Lên giúp em mã Sơn Thủy. 83 cho chị Nguyễn Liễu. Ok chị Nguyễn Liễu. Lên giúp em mã này là mã xám nè. Ủa quên mã Sơn Thủy cả nhà ơi. Sơn Thủy em còn được 234. Chốt em mã Sơn Thủy. Rồi mã này là mã riêu. Chốt em mã này mã riêu cả nhà, lá cam ba em chốt cho chị Lý Phạm. Ok chị Lý Phạm. Rồi bộ em mặc nha mấy chị ơi. Bộ em mặc là một cái set bộ nha. Set bộ giỏ giỏ váy như thế này nè, rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã riêu cả nhà, riêu kèm size giúp em. Dạ bộ này không có size số 1 chị Tài Nguyễn. Bộ này em có từ size 2 trở lên à. Lên với em mã này là mã riêu cả nhà ơi, mã riêu. Riêu kèm size giúp em ạ. Rồi cái này các chị lên giúp em là mã ngọc đậm. Ngọc đậm hiện tại em còn được size 2 với size 3. Chị có đơn hàng nhớ để ý điện thoại giùm em nha cả nhà. Đó lá cam cho chị Lý Phạm, em nhấn đi cho chị. Lá cam ba. Rồi Sơn Thủy 3 cho chị Làm Võ. Sơn Thủy 2 em chốt cho chị Nguyễn Lon Lon. Riêu 4 em chốt cho chị On Nguyễn. Ngọc đậm. Ngọc đậm em hết trơn rồi chị Đào Thị Trinh ơi. Ngọc đậm em hết rồi nên là nên là em không có nhận đơn nha. Tại vì hai chị khách chốt đó là hai chị đó là chắc chắn không có xả rồi. Tại hai chị đó là khách chốt đã bên em mua là lên về là cứ lấy đủ màu á chị, nên là chị chờ lô sau giúp em nha chị Đào Thị Trinh ơi. Lá cam với xám 2 em chốt cho chị Bùi Thị Mỹ Trang. Lô sau em sẽ may cho các chị thêm size số 1 và size số 6 nữa. Tại vì size 5 á là mỗi một màu có hai bộ, chị lấy bộ hồng được không? Bộ hồng đẹp nè chị. Lấy bộ hồng đi. Bộ hồng em size số 5 em còn được hai bộ nè, một bộ nhí ngọc với lại là một bộ mã hồng nè chị, đẹp lắm. Đây, còn hai bộ này lấy luôn đi chị Đào Thị Trinh, đẹp nè chị, hai bộ này mặc sáng đẹp. Bộ này mặc cực kỳ sang luôn, đẹp lắm. Cái chị mặc màu sáng sáng nhìn cho nó trẻ. Ngọc đậm nha cả nhà ơi, ngọc đậm hiện tại em còn được size 3 với size 4 nha. Ngọc đậm hiện tại em còn 2 với 3. Rồi cái này là cái chị lên giúp em mã nhí ngọc. Ở quên nhí xanh, nhí xanh em còn được 2, 3, 4, 5. Ngọc đậm size số 2 em chốt cho chị Mười Minh. Ok chị Đào Thị Trinh, đợi lâu sau đi chị. Lâu sau em ra mẫu khác và bông khác nữa, đẹp lắm. Lên giúp em mã này nha cả nhà ơi. Nhí ngọc 4 với 5 em chốt cho chị On Nguyễn. Ngọc đậm size số 2 cho chị Mười Minh. Rồi ok, ngọc đậm 3 cho chị Lành Võ. Rồi chốt em bộ này nha cả nhà ơi. Lên giúp em mã này mà mã nhí xanh, rất là đẹp luôn, nhí xanh 85.000 một bộ. Quần này là hai túi xéo hai bên nha cả nhà, rất là đẹp. Dạ. Chất không lỗ rất là đẹp luôn. Rồi em lên cho các chị cái lô áo bà ba cấp tân ha. Lô áo bà ba cấp tân em mới về. Rồi em có cái bộ quần ống bát nữa. Bộ quần ống bát là tối có chị nào chưa xem được không các chị? Nhí xanh size số 2 cho chị Phương Nguyễn. Ok chứ Phương Nguyễn. Rồi em lên cho các chị lô cách tân nha. Ủa lô áo bà ba cách tân. Ngọc đậm 3 cho chế Anh Hoàng. Ok chế Anh Hoàng. Rồi em lên cho các chị lô áo bà ba cách tân. Bông em mới về. Vẫn là giá cũ ha mấy chị, 75.000 một áo nha.
bình thường nha mấy chị, đẹp nhà em bình thường, các chị mặc size nào thì áo này các chị chốt size đó giúp em nha. Áo này thì em có từ size 1 đến size 6 cho các chị ạ. Có 6 đúng không? Có nhiều cái 6 đúng không? Cái này em bán áo lẻ quần lẻ nha các chị ơi, nên là các chị có quần rồi thì các chị lấy áo không cũng được nha. Áo em đang mặc các chị lên giúp em mã này là mã tím các chị, 75.000 nha áo. Rồi lên giúp em mã này là mã tím cả nha. Tím kèm size giúp em nha các chị đẹp nhà em ơi. Áo là ba cách tân giúp em. Rồi lên giúp em mã này là mã tím. Mã đỏ này đẹp nè mấy chị. Lên giúp em là cách tân đỏ. Chốt em mã này là mã cách tân đỏ. Các chị đang xem tương tác giúp em với nha cả nhà ơi. Các chị chấm tương tác lên giúp em với nha các chị. Rồi lên giúp em mã này là mã đỏ nha các chị ơi. Mã đỏ, đỏ kèm size giúp em. Chốt em mã đỏ. Rồi chốt em mã này là mã nâu. Cái nền xanh lên cái hoa nâu da rất là đẹp luôn nè mấy chị. Chốt vải thun, thun lỗ nha chị Trương Khánh. Rồi lên giúp em mã này là mã nâu nha. Đẹp quá đẹp luôn, nâu. Rồi cái này là nhí cam, xanh lá với đỏ năm cho ngoại Cancun. Ok ngoại. Chú em nhí cam đi cả nhà, nhí cam quá đẹp luôn cả nhà ơi. Chú em nhí cam nha, nhí cam. Xanh lá với đỏ nằm á chị. Cái lô này họa tiết này đẹp không à mấy chị. Lên giúp em mã này là mã họa họa tiết. Xả ra mấy cái có không chị? À, xả ra mấy cái. Vậy hả? Rồi xanh lá, ngoại có xanh lá 5 thôi nha ngoại ơi. Đỏ 5 em hết rồi. Để chút xíu coi có khách nào xả ra thì em lấy cho ngoại. Đỏ 6 thì em còn, đỏ 5 thì em hết. Họa tiết 5 chết. Họa tiết 5 em chốt cho ngoại Cancun. Ok ngoại. Rồi lên giúp em mã này là mã hoa. Màu đỏ với xanh lá. Vậy là ngoại không có xanh lá luôn, ngoại ngoại được một cái họa tiết à. Riêu còn không chị? Riêu 5 rồi. Tím 1 em chốt cho chị Trương Khánh. Hết rồi xanh 5 bây giờ chỉ còn vàng nè, tím nè, hoa nè, nâu nè, với cam với hồng. Ngoại ơi không có xanh lá luôn nha ngoại ơi, ngoại lấy cái này đi, cái nâu này đẹp nè, cái nâu này ở ngoài sang lắm. Xanh lá với đỏ là em còn size 6 hết size 5 rồi. Lên với em mã này là mã hoa cả nhà ơi, mã hoa giúp em nha. Giúp em mã hoa. Rồi mã này là mã vàng, em đang mặc là mã tím. Chị Long Giang Nguyễn, mã tím. Lên với em mã này mã vàng đi cả nhà, vàng kèm size giúp em nha. 75.000 một áo. Cấp tân như em đang mặc cái này là tay nó là tay lỡ nha mấy chị, tại em mặc em quen em hay săn cao cao lên. Tay của nó qua từ chỏ. Lên với em mã này là mã vàng cả nhà, mã vàng. Cái chị chốt đi, tại vì áo này em cũng còn ít à, không có còn nhiều. Hôm qua về, tối qua em like hết một like à. Ông nào ưng thì chốt như mấy chị. Nhí hồng, lên giúp em mã nhí hồng nha các chị ơi. Nhí hồng 75.000 một áo. Chốt em nhí hồng. Rồi mã này lên giúp em mã riêu nè. Số 4 còn không chị Điệp, số 4 xanh lá còn không? Cái này lên giúp em mã riêu nha cả nhà. Chốt em mã riêu. Rồi cho ngoại size 4, xanh lá 4. Đỏ 4. Dạ, xanh lá 4 với đỏ 4 cho ngoại. Ok ngoại nha, xanh lá 4 với đỏ 4. Đây là cái xanh lá nè ngoại. Đây là mã xanh lá nè. Chỗ em này mà xanh lá nha các chị, xanh lá. Rồi, em nói rồi đó. Em dơ lại cho mấy chị nha. Cái kia mấy riêu chị, có đỏ đỏ mới. Tím 2 em chốt cho chị Hoa Trương, riêu 5 hết luôn ngoại ơi. Riêu 5 hết luôn, riêu là còn 4 không chị? Còn riêu còn 4 hả? Riêu là còn 4, ngoại có lấy không? Xanh lá 4 cho chị Đào Thị Trinh. Ủa chị Đào Thị Trinh là size 4 hay size 5? Chết. Tím 2 cho chị Long Giang Nguyễn. Cái áo này cái chị không có xuống size được nha. Tại vì cái áo này là chất thun lỗ là nó không có co giãn nhiều. Chỉ có lên size thôi chứ không có xuống size được nha. Size 2, size 4 là 65kg trở lại thôi.
65 size 6 ký đỡ lại trở lại tùy chiều cao đó. Nên là ví dụ như size 5 hết thì lấy size số 4. Chị Đào Thị Trinh là size 4 luôn hả chị? Rồi ok, lấy cho ngoại size 4 luôn chị đẹp. Mã riêu á. Riêu 4. Nhí hồng 2 em chốt cho chị Hoa Trương. Ok chị Hoa Trương. Rồi lên giúp em mã này mã xanh lá nha các chị, xanh lá. Tím 3 cho chị Thanh Thí. Của chị ngoại nè là xanh lá 4, đỏ 4 với lại là riêu 4, ba cái size 4. Dạ. Ok, chị Đào Thị Trinh mặc size 4 nha. Ủa sao nãy cái bộ kia chị chốt size 5? Tại em thấy bộ kia chị hỏi size 5 kìa. Cái bộ gì hồi nãy chị nói là chị giữ bị size số 4, size số 5 đó. À chị mua giùm hả? Cái tiếp hộp của em mặc là tiếp mặc đúng không? Dạ, là chốt là hết luôn hả chị? Xanh lá em chỉ còn size số 4 thôi chị On Nguyễn, rồi hết size 5 rồi. Xanh lá em còn được size 4. Em chốt cho chị On Nguyễn xanh lá 4, xanh lá 5 em hết nha chị. Đỏ, mã đỏ này hiện tại còn size mấy thì chị? Ở đây là size 3 thì 4 đẳng còn cái nào không? Rồi mã đỏ này hiện tại em còn 3 với 6 thôi các chị, 3 với 6 thôi. Riêu, riêu em cũng còn 4 thôi nha chị, hết 5 luôn nha. Riêu 4 còn không chị đi. Rồi riêu 4 cho chị On Nguyễn. Riêu 5 em cũng hết luôn. Dạ ok chị. Rồi lên với em mã đỏ thì cả nhà, đỏ em còn được size 3 với lại là size 6 nha. Đỏ hiện tại còn 3 với 6, cái đỏ này sang lắm luôn á cả nhà ơi. Đỏ em còn 3 với 6, đỏ 6 cho chị On Nguyễn. Ok chị On Nguyễn. Rồi mã riêu. Dạ. Riêu hiện tại em còn được 1 2 3 4 hả chị? 1 2 3 4 6 là hết 5 thôi đúng không? Riêu là hiện tại em còn được 1 2 3 4 6 nha. Em hết size số 5 thôi. Lên với em mã riêu, đẹp lắm luôn cả nhà. Chốt em mã này là mã riêu nha, mã riêu. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã nhí hồng. Chốt em nhí hồng nha cả nhà, nhí hồng. Lên giúp em là nhí hồng nha cả nhà ơi, nhí hồng. Chốt em nhí hồng đi cái chị, nhí hồng kèm size giúp em nhí hồng. 54kg cho em chiều cao đi chị Phương Nguyễn. Do Nguyễn là cái màu size 5 hết thì chị cứ gạt đi chị. Nãy còn hai, nãy giờ hai cái mã size 4 luôn. Lên với em mã vàng nha các chị ơi, vàng. Chốt em vàng, vàng đẹp quá luôn nè các chị. Chốt em mã vàng nha, vàng. Rồi mã hoa. Nhí hồng 4 cho chị Nguyễn Thủy. Ok chị Nguyễn Thủy. Lên với em mã hoa, mã hoa này cũng đẹp lắm nè mấy chị. À, màu lên rất là đẹp. Lên với em mã hoa. Cái mã nâu này đẹp, sao mấy chị không chốt ta? Cái nâu này ở trên like cái chị nhìn không đẹp hả? Ở ngoài nó sang lắm đó, ngoài đẹp và sang. Lên với em mã nâu nha. Cái nền của nó là nền xanh ngọc. Nó lên cái hoa nâu da nha, rất là đẹp luôn. Lên với em mã này là mã nâu. 1m52 và 54kg. Gọn người thì mặc size số 2, còn tròn người thì lên size số 3 giùm em nha chị Phương Nguyễn. 1m52 và 54kg, gọn người nha, em nhắc nha, gọn người thì mặc size 2, còn tròn người thì lên size 3 giùm em. Rồi nhí hồng size 4, size 5 cho chị On Nguyễn. Em chào chị Trinh Hân. Rồi cái nhí cam này cũng đẹp nữa nè. Cái nhí cam này là đẹp lắm luôn, mặc trắng da mà đẹp nữa. Lên giúp em mã nhí cam cái chị, nhí cam tím 5 em chốt cho chị Đào Thị Trinh. Rồi lên giúp em mã này là mã họa tiết nha cả nhà, họa tiết. Chốt em mã này mã họa tiết, đẹp quá. Họa tiết. Vàng 4 em chốt cho chị Khánh Hằng. Rồi em đang mặc là mã tím nha cả nhà, em đang mặc là mã tím. Rồi mã này cái chị lên giúp em là mã nâu nè cái chị, mã nâu. Chị On Nguyễn ơi, chị lấy nhí hồng hay là mã gì vậy chị? Hay là mã hoa? Chị lấy nhí hồng hay là mã hoa ạ? Rồi lên với em mã này là mã nâu nha mấy chị ơi, mã nâu. Thì mấy áo em mặc là đầy đủ size hết nè chị.
Nhưng mà em nói là gọn người thì mặc size 2 nha chị Phương Nguyễn ơi. Eo 77 trở lại thì mặc size 2, còn trên đó thì mặc size 3 giùm em nha chị. Rồi của chị Nguyễn Thủy Quỷ Quỷ Bill đi chị đẹp, cái này chị chốt rồi. Thôi bỏ chị. Nâu 3 cho chị Trương Khánh. Cái này là em có đầy đủ size nha chị ơi. Hàng em mới về mà. Tại vì mấy chị mặc size nào thì mấy chị chốt size đó nha. Nên em đâu có đọc lên. Hôm nay có áo bà ba mới không? Không, chị Jenny không? Nói chị có cái lô cách tân này là mới về nè chị. Còn áo bà ba em chưa về. Rồi lên giúp em mã này là mã nâu đi cả nhà, nâu nha. Rồi chị gọn người em nhỏ lắm thì chốt size số 2. Mấy mẫu này thì em có đầy đủ size 2, size 2 còn đầy đủ nha. Mình cứ chốt, toàn thì em chốt, còn hết thì em báo trên like chị. Nhí hồng size số 5 cho chị On Nguyễn, còn đúng không chị đi. Rồi áo em đang mặc là 75.000 một áo các chị. Quần em đang mặc là 70.000 một quần. Cái này có chứ chị có thể chốt áo không cũng được nha. Cái này em bán áo lẻ, quần lẻ. Chị nào có quần mà lấy áo không cũng được. Nâu 4 cho bà nội bé. Rồi lên giúp em cái này là nhí cam nha cả nhà. Nhí cam. Nâu 4. Dạ. Nhí cam còn đủ size không chứ được. Nhí cam hiện tại em còn 1, 3, 4, 5, 6. Chốt em mãi nhí cam. Dạ. Nâu chị Trương Khánh mặc size số mấy chị ơi? Mấy chị chốt hàng, mấy chị vui lòng lên giúp em cái mã đồ kèm cái size trên cùng một bình luận đi mấy chị. Tại vì em thì em lướt tới lướt lui em nhớ size của mấy chị. Nhưng mà cái người mà lấy đơn cho mấy chị á là không có biết size. Nên là cái chị lên mã đồ kèm theo size giùm em. Nâu 2 cho chị Nguyễn Lon Lon. Thôi mấy chị chịu khó lên giúp em cái mã đồ kèm cái size giúp giùm em. Nâu em mặc xe máy cho em nói đi. Nâu 2 nó hết hả chị? Ờ. Rồi nâu 2 em hết trơn rồi chứ ơi. Nâu em mặc 1 chị. Nâu 2 em hết chị Nguyễn Lon Lon nha. Nâu 1 với 3 cho chị Trương Khánh. Nhí cam 3 em chốt cho chị Hoa Trương. Nâu 2 em hết nha chị Nguyễn Lon Lon ơi. Cam size số 5 còn chị. Cam 5 em chốt cho chị Út Hà. 70kg mình trên xin chiều cao đi chị Út Hà ơi. Nếu mà cho em cái chị cân nặng thì cho dùm em cái chiều cao luôn nha. Còn các chị mà biết size của mình rồi thì lên thẳng cái size luôn thì em khỏi hỏi. Rồi các chị lên giúp em 70kg cho em cái chiều cao. Tại vì 70kg mà cao 1m50, 51, 52 thì mặc size khác. Còn cao 1m55, 56 trở lên thì mặc size khác. Rồi mã này lên giúp em mã hoa đi cái chị. Mã hoa. Mã hoa em chỉ còn 1, 2, 5, 6 thôi cái chị. Hết 4. Hết 3, hết 4. Mã hoa em còn được 1, 2, 5, 6. Cái chị đẹp chốt em mã hoa nha. Hoa em còn được 1, 2, 5, 6. Cái chị đẹp chốt em mã hoa. Một hai năm sáu cho mã hoa. Các chị lên giúp em mã hoa. Các chị ơi, các chị đang xem các chị tương tác lên giúp em ấy. Riêu 2 còn không chứ đẹp. Riêu 2 cho chị Jenny Hân. Rồi chốt em mã này là mã hoa đi các chị. Hoa em còn được 1, 2, 5, 6. Rồi mã vàng. Chốt em mã vàng nha các chị, mã vàng. Rồi em mặc tượng trưng cho mấy chị dài bông thôi mấy chị ơi. Còn mấy bông sau em dơ lên đi rồi em qua mẫu khác cho mấy chị cho nó nhanh ha. Mấy cái này là em cũng mặc hồi tối hết trơn rồi. Rồi bây giờ lên mẫu khác. Em lên cho các chị cái mẫu gân nha mấy chị ơi. Mẫu gân hàng thiết kế nha. Hàng thiết kế của Quỳnh Anh mới về. Lên mẫu gân đi. Rồi lên giúp em mã này nha cả nhà. Chốt em mã này là mã vàng. Vàng kèm size giúp em nha các chị. Chốt em mã vàng. Rồi cái này lên giúp em là mã họa tiết. Chốt em mã họa tiết. Nhí hồng. Rồi lên giúp em mã này mã nhí hồng giúp em nha, nhí hồng. Rồi lên giúp em mã này là mã riêu. Chốt em mã riêu cả nhà ơi, mã riêu. Chốt em riêu nha. Rồi đỏ. Đỏ hiện tại còn size 3 không à?
Đỏ này hiện tại em chỉ còn size 3 thôi. Cái chị lên giúp em mã đỏ. Rồi cái này cái chị lên giúp em là xanh lá. Xanh lá. Đầu đẹp nhất nắp. Em cảm ơn chị Nguyễn Vẹn rất là nhiều. Rồi em hết nha cả nhà ơi. Mã hoa với mã họa tiết size số 2 em chốt cho chị Phương Nguyễn. Chị Dương Rạng ơi, nâu hai em hết rồi chị. Nâu bây giờ chỉ còn được xe 3 356 rồi chị. Nâu em còn 356 rồi chị, lấy lên xe 3 được không? Rồi lên với em mã, em đang mặc mã vàng nha chị ơi. Rồi em lên cho các chị bộ này là bộ gân nha mấy chị ơi. Bộ gân thiết kế nha. Xanh lá size số 5 em hết rồi chị Út Hà, Út Hà. Xanh lá năm em hết trơn rồi. Rồi em lên cho cái chị bộ gân cũ nhà Quỳnh Năm nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nha, hàng thiết kế. Giá chỉ có 105.000 một bộ thôi. Vải thun là nó có co giãn nha chị ơi. Nhưng mà chị nói chị gọn người á thì chị chốt size 2 nha. Vàng 1 em chốt cho chị An Nhiên. Đỏ với vàng 3 em chốt cho chị On Nguyễn. Rồi bộ em mặc cả nhà ơi, hàng thiết kế của Quỳnh Anh nha, rất là đẹp luôn. Giá 105.000 một bộ thôi các chị đẹp nhà em. Cái này là gân Quảng Châu đẹp lắm nha các chị. Bộ em mặc là size cho các chị đẹp nhà em 60-61kg đến 65-66kg mặc vừa. Vàng 3 cho chị Trương Khánh. Bộ em mặc các chị lên giúp em mã số 1 đi cả nhà ơi, đẹp lắm luôn nè. Mã số 1 nha, size 2XL là size cho các chị 60-61kg đến 65-66kg mặc vừa. Lên với em bộ này là mã số 1. Chốt em mã số 1 cả nhà, mã số 1. Để em thay cái bộ nâu này ra đi, tại vì cái bộ này quần mặc với áo cách tân đó là quần dốc dải thun lai dân chị. Còn bộ em mặc là gân ha, gân Quảng Châu toàn bộ. Còn cái bộ em mặc này là gân toàn bộ nha, áo quần gì cũng là gân hết, giúp em rất là đẹp nha cả nhà. Cái gân này bây giờ nó đang hot, quá chuyện hot luôn. Cái gân của nhà Quỳnh Anh thì các chị yên tâm ha, nó rất là mướt luôn. Rồi lên giúp em mã số 1 nha, để thay qua cái bộ nâu để cái bộ đen nó hơi bị ló cái màn hình. Đẹp lắm luôn cả nhà ơi, cả nhà mua mấy cái bộ thiết kế này mặc ok nè. Rồi bộ nâu này là size 3XL. Size cho cái chị đẹp nhà em 67kg đến 70-71kg mặc vừa. Lên giúp em mã này nha cả nhà. Mã số 2. Mã M1 là size 60-65kg chị Mỹ Phượng. Bình thường chị mặc size 1XL hay là 2XL. Cái bộ đó 60kg chị cao bao nhiêu? Để cái bộ đó em đọc là 60-65kg đó, chị thấy chị mặc ok hay ok thì em chốt. Tại vì ví dụ như có những mẫu em đọc là 60-65kg thì chị, ví dụ như chị 60kg mà chị tròn người nha. Tròn người chị thích mặc ôm vừa thôi thì chị lấy. Số 23XL em chốt cho chị On Nguyễn. Rồi bộ em mặc chốt cho chị On Nguyễn. Đẹp xuất sắc luôn nha cả nhà ơi. Rồi bộ này là 60-65kg nè chị. Chị ok thì chị chốt nha. Rồi ok chị Mỹ Phượng. Cho chị Mỹ Phượng. Bộ em mặc là chốt cho chị On Nguyễn. Cái này có một bộ mở. Em phải coi là bị nó giống cái mẫu. Rồi bộ này lên giúp em mã số 3 nè. Em có 3.1 và 3.2. 3.1 và 3.2. Chị An Nhiên ơi, chị nói với mấy bạn chốt đơn đổi lại cho chị giùm em đi. Còn mấy bạn nhà em đổi cho. Hôm nay em bị thiếu nhân sự rồi. Giờ đổi qua nữa không có kịp. Chị muốn đổi gì nói với mấy bạn chốt đơn á chị. Lúc mà gọi chốt đơn thì nói với bạn đổi.
Ôi đẹp nè mấy chị. Lên với em bộ này là mã số 3 nha. Mã số 3. Cổ sơ mi luôn. Em có 3.1 là 60kg trở lại mặt vừa, 3.2 là cho cái chị 65-66kg. Lên với em bộ này là mã số 3. Em có 3.1 nha. 105.000 một bộ thôi cả nhà, rất là đẹp luôn. Lên với em bộ này. Số 3 không có 3XL chị Ôn Nguyễn. Chị nghe em báo số ký sao ở quên cái size xong rồi mình hỏi chốt nha. Để chốt không có. Em có 3.1 và 3.2. 1 là 1XL, 2 là 2XL. Em đọc ngắn gọn là 3.1 và 3.2 nha. Rồi mã số 4 này thì em có 4.1 và 4.3 nè. 4.1 là 60kg trở lại mặt vườn, và 4.3 là cho các chị đẹp nhà em 70-71kg. Lên giúp em bộ này là mã số 4. Chốt em mã số 4 nha. Em có 4.1 và 4.3. Chốt em mã số 4. Ok. 32XL. 32XL em chốt cho chị Ôn Nguyễn. Chị An Phạm nói với mấy bạn chốt đơn đổi nha chị ơi. Trời ơi, nó đẹp. 3XL lên giúp em bộ này là mã số 6. Mã số 5 chứ. 5.3. 65-66kg đến 70-71kg mặt vừa, đẹp chưa cả nhà. Quá đẹp luôn. Lên giúp em bộ này là mã số 7 nha. 5 chứ lộn. 5.3. 65-66kg đến 70-71kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này là 5.3. Dạng đẹp xuống đây. 4.1 em chốt cho chị Jenny Hân. 5.3 cho chị Ôn Nguyễn. Lên với em bộ này là 6.3 luôn, họ nó đẹp nè mấy chị. 105.000. 65-66kg đến 70-71kg mặt vừa nha. Rồi lên giúp em. Rồi, chị Ôn Nguyễn. Chị Ôn Nguyễn là chị Sang Nguyễn. Mà nãy giờ em quên lẫn luôn á chị Sang Nguyễn, em xin lỗi chị. Hồi nãy giờ em cứ nghĩ là cái chị Sang Nguyễn là cái chị mà khách của em ở Việt Nam á. Nói thôi ở Việt Nam. Thôi, em không có nghĩ ra chị luôn, bây giờ em vô em thấy cái địa chỉ của chị em mới biết nè. Trời ơi em xin lỗi chị nha. Rồi ok 6.3. Bây giờ chị nói chị Sang Nguyễn là em cứ hình dung là chị Sang Nguyễn, tại vì ở bên của em có một chị Sang Nguyễn nữa dùng tên với chung cái nick của chị á. Dạ, suốt đời. Đừng có giận em nha chế ơi. Không cho đi được ở đây cũng giận suốt đời. Không có nhớ. Lại có một chị Sang Nguyễn nữa. Rồi lên giúp em này nha mấy chị ơi. Rồi cái này là quần ống suông. Quần ống suông lên giúp em, cái này là mã số 7. 7.3 giúp em luôn, 65-70kg luôn, lên giúp em 7.3. 7.3 cả nhà, 7.3. Ồ đẹp nè. Giải nó đẹp dữ lắm luôn á, gân Quảng Châu nha cả nhà, siêu đẹp luôn. Lên giúp em mã này nha cả nhà, chốt em mã này là mã số 7. Quần ống suông đẹp lắm luôn á các chị. Cái quần ống suông này là các chị có thể là mặc với áo lẻ vẫn ok luôn nha. 7.3 em chốt cho chị Khánh Hằng. Dạ chị Phương Nguyễn ơi, chị cho số điện thoại thôi chị. Chị cho số điện thoại thôi, tại chị là khách mới. Mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn trực tiếp và chị đọc địa chỉ cho mấy bạn luôn nha. 7.3 em hết. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 8. 8.2 cả nhà. 8.2. 65-66kg trở lại mặt vườn. Lên giúp em bộ này là mã số 8. 8.2 nè mấy chị. Ồ cái gân của nó đẹp. Cái gân như len. Cái con nó đẹp dữ lắm luôn các mấy chị. Lên giúp em mã này là em chào chị Molly, họ lâu lắm rồi mới gặp chị đẹp nhà em á. 8.2 em chốt cho chị Ôn Nguyễn. Cái này có gì bỏ đi ra. Yeah. Như là mã số. Lên giúp em cái này là mã số 9 cái chị, 9.1. Ủa anh 9.2 luôn. Cái này là 9.2 luôn. 61-62kg đến 65-66kg mặt vừa. Rồi cái cổ làm nhìn đẹp nè mấy chị ha. Đẹp quá đẹp. Lên giúp em bộ này là mã số 9. 105. Mã số 9, cái này là quần ống le. Quần ống le nhẹ nha mấy chị. Cái quần ống le này, cái chị có thể mặc. Ví dụ như cái chị thích mặc nguyên bộ thì cái chị mặc, không thì cái chị kết hợp với áo thun
áo thun của mình ở nhà ha, cũng mặc cũng rất là ok. Bộ em mặc hết rồi chị Molly, bộ em mặc là không có phải size của chị luôn, bộ này size to. Rồi lên giúp em bộ này là mã số mấy chứ? 9.2 giúp em nha cả nhà, 9.2, 60-61kg đến 65-66kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 9. Chốt em là 9.2 nha, quần ống le đẹp lắm luôn nè, 9.2. Rồi cái này lên giúp em mã số 10, 10.2 giúp em luôn, 10.2. 10.2 nha các chị, quần ống nhỏ 10.2, 61-62kg đến 65-66kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã 10.2, 105.000 hả mấy chị. Cái này em nhập vô giá nó đã là 90 rồi mấy chị nha, 90 rồi. Em bán cho mấy chị 105.000. Mấy bộ này là mấy bộ mà hàng mà em nhập về là em bán không có không giá không có cao. Rồi cái này là quần ống nhỏ bộ bi dễ thương quá. Lên giúp em là 11.2. 11.2, bộ này 60-65kg mặt dừa, 11.2. Đây là quần ống nhỏ, 11.2, cái kiểu này đẹp chưa cả nhà, bộ bi nè. Bộ này mặc lên là bao trắng da là bao đẹp luôn đó. Chị Phương Nguyễn ơi, hồi nãy chị cho em trên like rồi đó, chị em lưu rồi đó, 070 cuối đó, thì các bạn mấy bạn nhà em chiều mấy bạn sẽ gọi điện vô cái số đó để chốt đơn cho chị. Rồi quần ống nhỏ nha, lên giúp em bộ này mã số 11, 11.2 cho chị Molly. Ok chị Molly. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 12, 12.3. 65 66kg đến 70 71kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 12, quần ống nhỏ luôn, 12, 12.3 giúp em. 65 66kg đến 70 71kg mặt dừa. Đẹp chưa cả nhà? Chốt em bộ này là 12.3. Rồi 13.2. 13.2 nha, quần ống suông. 13.2 là quần ống suông. 13.2 là quần ống suông kiểu đẹp chưa cả nhà. 13.2. 61-62kg tới 65-66kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là 13.2. Quá đẹp. 13.2 quần ống suông. Chốt em 13.2 nha. Mười ba chấm hai cho chị Hải Hà. Ủa chị Phương Nguyễn ơi, vậy cái số 0889369070 là cái số của ai chị? Là cái số điện thoại đó của ai? Không phải của chị là của ai ạ? 0889369070 là số điện thoại của ai chị? Nó có sẵn ở trong cái tên của chị á, chứ em không có tự nhập nha. Rồi lên giúp em bộ này nha các chị, lên giúp em bộ này là mã số 14, 13 em hết à, 14 đi cả nhà. 14 là quần ống bát. Em có 14.2. Mã số 4, 4.3 còn có thôi chị. Mã số 4 còn có. 4.3 70kg đó mặc dừa đó chị Đào Thị Trinh. Em chốt cho chị nha. Size 3XL đó chị mặc ok đó. 14.2 em chốt cho chị Ôn Nguyễn. Ok chị Ôn Nguyễn. Đẹp quá đẹp. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 15. 15 em có 15.1 và 15.3. 15.1 và 15.3 quần ống nhỏ đó chị. 15.1 là 61-62kg trở lại mặt dừa. Chấm 3 là cho cái chị đẹp nhà em 70-71kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 15. 14.2 em hết nha chị Nguyễn Hồng ơi. Cái này là mã số 15. Em có 15.1 là 61-62kg trở lại mặt dừa nè. Và chấm 3 là 70-71kg đổ lại. 15.3 em chốt cho chị On Nguyễn. Ok chị. Rồi 16.1 cả nhà ơi. 16.1 đẹp quá. 16.1 là quần ống báo nha, quần ống báo. Cái giải nó đẹp ghê luôn á mấy chị. Cái gân của nó đẹp lắm nha. Lên với em bộ này là mã số 16. 16.1, 61-62kg trở lại mặt dừa. Lên với em bộ này là 16.1. 16.1 cái chị, 61-62kg trở lại mặt dừa giúp em nha. Lên giúp em 16.1.
Bộ này người ta bán là 180.000 một bộ đó các chị. Có những mẫu 180, có những mẫu là 200 nha. Có những mẫu 180, có những mẫu là 200.000. 16 rồi. Cái này 17. 17 em có 17.1 và 17.2 và 17.3 luôn. Cái này là đủ 3 size luôn nè, 1 2 3 luôn. Lên giúp em bộ này là mã số 17. Ồ bộ này đẹp quá mấy chị ơi, 17. 17 quần ống nhỏ giúp em nha, 17. Em có 17.1, 2 và 3 luôn. Lên giúp em bộ này 17. 17.3 em chốt cho chị Ân Nguyễn là em hết 17.3. Rồi em còn 17.1 và 17.2 cả nha. Em còn 17.1 và 17.2 đẹp quá. 17 nha. Chấm 1 là 61 62 kg trở lại mặt dừa và chấm 2 là cho cái chị 65 66 kg. Lên với em bộ này là mã số 17. Nha cả nhà 17. Cho chị Ân Nguyễn, 17.1 em chốt cho chị Jenny Hân, em còn một bộ 17.2 nữa mấy chị. Em còn một bộ 17.2 nữa. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 18. 18 em có 18.1 và 18.2. 18.1 quần ống nhỏ luôn nha và 18.2. Quá đẹp. 17.1 với 17.2 đúng không? Dạ. Yeah. Mười tám chấm hai em chốt cho chị Ân Nguyễn. Rồi em còn một bộ 18.1 nữa mấy chị. 60-61 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là 18.1 em chốt cho chị Nguyễn Trang. Rồi 19 em có 1-2-3 mỗi size một bộ. 18.2 em không có, mà hết rồi chị Mai Trần. 19 cả nhà ơi, 19 em có 1-2-3 luôn, mỗi size một bộ. Lên với em 19. Quần ống nhỏ giúp em luôn ha. 19.3 cho chị Ôn Nguyễn. 19. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Em còn 19.1 với 19.2. Chấm 1 là 60-61 kg trở lại mặt dừa nè các chị. Chấm 2 là cho các chị 65-66 kg. Rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Lên với em bộ này mã số 19. 19. Cái này quá đẹp. Mấy cái bộ giỏ gin này hôm qua em có được vài bộ à các chị ơi, các chị chốt đi. Chốt em bộ này mã số 20.1. 20.1 quần ống len. Giỏ gin rất là đẹp luôn. Lên giúp em bộ này là mã số 20. 60-61 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 20.1. 20.1 nha. Chốt em bộ này là 20.1. 60-61 kg trở lại mặt dừa. Chị nào cao cao có xíu xong 2 kg mặt cũng ok luôn nha. Lên giúp em 21.2 nè mấy chị. 20.1 em chốt cho chị Jenny Hân. Lên giúp em bộ này là mã số 21. Ống nhỏ nha mấy chị ơi. 21.2. 21.2 cái chị, cái đá là siêu đẹp luôn nha, cái đá nó rất là chiếu nha mấy chị. Đẹp lắm, thiêu ở chỗ này nữa nè. Lên với em bộ này mã số 22. Ở bên 21 chứ lộn. 21.2 em chốt cho chị Ân Nguyễn. Rồi 22.1 em có 1 bộ 1 à. 60-61 kg. Chị nào cao cao gọn gọn được cái số 62 cũng được ha, tại cái thun gân là nó có dạng. Quần ống le giúp em rất là đẹp luôn các chị. Quần ống le giúp em luôn nha. Lên với em bộ này là 22.1.
61-62kg trở lại mặt dừa luôn. Lên giúp em là 22.1 cả nha. 22.1. Để cây lớn lên cho mấy chế nha. Thì có xe 5 nè. Và có xe 5 nè. 5 là xe 7 thôi rồi. Hai mươi hai chưa, mới có 21 thôi. 22.1 em chốt cho chị Thúy NT. Rồi bộ này 65-70kg. Lên giúp em bộ này là mã số 23. 23.5 cái chị, cái này là size 5 đó. Trong đây nó để size 5 là tương đương với size 3XL. Lên giúp em bộ này là mã số 23.5. 23.5 nha. Ôi mấy chị ơi nó đẹp rồi nè. 23.5 em chốt cho chị ông Nguyễn. Là em hết. Ôi 26.1. Ủa anh 24.1. 24.1 quần ống bát. 24.1 61-62kg trở lại mặt dừa. 61-62kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 24.1. 24.1 đẹp lắm mấy chị. 24.1 giúp em nha. 24.1 quần ống la. 24.1 em chốt cho chị Jenny Hân. Rồi 25.3. 25.3 65-66kg đến 70-71kg mặt dừa quần áo le luôn. Lên giúp em bộ này là 25.3. 24.1 em hết rồi. Bộ này 105.000 bộ rồi chị. 25.3 cho chị On Nguyễn. 26 nha mấy chị, này quần ống nhỏ nha. 26.2 61-62kg đến 65-66kg mặt dừa. 25.3 em. Rồi chốt cho chị On Nguyễn rồi. Lên giúp em bộ này nha mấy chị em. Lên giúp em bộ này là 26. Chốt em bộ này là mã số 26 cả nha. 26.2 cho chị On Nguyễn luôn. Rồi 27.2 luôn cả nhà ơi. 27 nó đẹp đây nè. 27.2 luôn. 65-67kg trở lại. Quần ống bát nha. Quá đẹp. Lên với em bộ này 26. 27 chứ lộn. 27.2. 62kg đến 66-67kg mặt dừa. Lên với em bộ này mã số 27. Quá đẹp. Cổ sơ mi nữa nè mấy chị. Đẹp lắm. Lên với em 27.2 nha. 27.2. cho chị On Nguyễn. Bộ em mặc hết rồi chị Dương Diệu Linh. Rồi lên giúp em 28.2 quần ống suông. 28.2 đó là quần ống suông cả nhà. Lên giúp em 28.2 nha. 61-62kg đến 65-66kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là 21.2. 28. Ở 28 lộn. 28.2. Quá đẹp. Rồi 29.1. 28.2 em chốt cho chị Nguyễn Mai. Rồi 29.1 giúp em cái nhà. 29.1 quần ống nhỏ. 62kg trở lại mặt dừa. 62kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là 29.1. Quá đẹp. 29.1. 29.1 cho chị On Nguyễn. Trời ơi nó đẹp. 30.3. 66-66kg đổ lên 70-71kg đổ về. Quá đẹp luôn. Quần ống ba, à, quần ống nhỏ giúp em luôn. Đẹp quá. Lên với em là mã số 30.3. Còn được con bộn 30.3 cả nhà. 30.3. Cái cổ của nó đẹp lắm. Ăn trước nó có nguyên một cái hàng nút luôn rồi mấy chị ha. 105.000 một bộ. Bộ em mặc hết rồi cả nhà ơi. 30.3 cho chị Nguyễn Mai. Rồi lên giúp em là 31 nha cả nhà. Em có 31.1 và 31.2. Để số muốn xỉu giờ. 31.1. Xong chưa? Em biết được. Không, chị
31.1 và 31.2. Quần ống nhỏ nha mấy chị ơi. Cái đóng sau lưng em nói áo cái tân 31.2. Nhận đồ rồi, đẹp quá, vừa y. Em cảm ơn chị Tâm Lân Trần ạ. Em cảm ơn chị. Bộ em mặc là bộ em đang like cho cái chị là cái này là 105.000 bộ cả nha. 31.2 cho chị On Nguyễn, 31.1 cho chị Nguyễn Trang. 2 này chứ, 31.1. Trời ơi. 32.3. 32.3 cái chị 65-66 kg đến 70-71 kg mặt giường. Chốt em là 32.3. Đẹp chưa, nguyên bộ bi. Quần ống nhỏ. Đẹp quá. Ở đây không, chị có bi lẹ đây. Size 2 là 61, bằng khoảng 62 kg đến 66-67 kg. Úc bộ này Úc mặc size 1XL được Úc. 32.3, bộ này Út mặc 1XL là đẹp luôn đó, vừa đẹp nó không gân, nó có độ co giãn. Trời ơi, nó đẹp mấy chị ơi. Lên giúp em bộ này là mã số 33, 33.1. 33.1, 61-62kg trở lại mặt vừa, lên giúp em là 33.1. 33.1 cả nhà, 33.1. 32. Ủa 32 chứ, 33, 33. 32 nè, chốt rồi. Chốt cho chị ông Nguyễn. 33 nha cả nhà ơi, 33.1. 33.1 cho chị Nguyễn Trang, đẹp lắm luôn. Rồi 34.2. 34.2 cả nhà. Quần ống nhỏ. 65-66 kg trở lại mặt giường. 61-62 kg đổ lên, 65-66 kg đổ vừa đổ về. 34.2. Ồ cái đá của nó này mấy chị, các chị nhìn cái đá này. Đẹp chưa? 105.000 bộ. Gân của Quỳnh Anh nha. Cái chị mà mặc hàng của Quỳnh Anh với hàng của Hiếu Hạnh đồ là các chị biết cái chất lượng rồi ha mấy chị. Quá chừng ok. 34.2 cho chị On Nguyễn. Cái bộ này bộ gì nữa đẹp, quần ống le nha mấy chị ơi. Lên với em bộ này là mã số 35. 35.1. Đây, 35.1, nó tim trước tim sau giờ này mấy chị. Đó, nha. Đó, đi nhìn. .1 61-62 kg trở lại mặt vừa, quần ống le. Lên với em bộ này là mã số 35. 35.1. 35.1. Rồi 36.2, 35.1 cho chị Nguyễn Trang. Rồi 36.2 nè các chị, quần ống nhỏ. 36.2 quần ống nhỏ nha. 61-62 kg đến 65-66 kg mặt giường. Rồi về các chị nhìn cái đá là các chị ghiền luôn à, rất là đẹp. Lên với em 36.2 cho chị Ông Nguyễn. Rồi 37.2 luôn. 37.2 quần ống nhỏ luôn các chị. 37. 37.2. 105.000 bộ hả chị đẹp. Lên với em bộ này là 35.2. Ủa quên, 37.2 em xin lỗi. 37.2 cho chị On Nguyễn. Đó là tôi. 38.2 luôn. 38.2 quần ống nhỏ luôn mấy chị. Ôi nó đẹp mấy chị ơi, cái màu. Ê, đẹp chưa? 65-66 kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là 38.2. Quá đẹp. 38.2. Cái gân này ở trên thị trường giờ nhiều lắm nha mấy chị ơi, nhưng mà các chị chọn lựa nha, tại vì có những cái gân các chị mặc nó sẽ bị đổ lông á nha. Còn gân nhà này thì các chị ok nha. À, có đổ lông với lại nó mềm, nó nhão hơn. Đó, còn gân của nhà Quỳnh Anh thì các chị yên tâm. Các chị nhìn vô cái gân có nó mới cược luôn á. Rồi lên giúp em mã này giúp chị ơi, 38.2 cho chị On Nguyễn. Rồi 39. Rồi. 39.2. 39.2 cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Chút xíu có chị Hồng Mai còn nhiều lắm.
còn nhiều lắm chứ trời, em đi còn nhiều mẫu đẹp đó. Tên với em bộ này là 39.2 cho chị Ôn Nguyễn. Rồi 40.2 luôn. 40.2 luôn các chị, 40.2. 65-66kg trở lại mặt giường, lên giúp em là 40. Đẹp chưa? Lấy màu này mặc lên nhìn đẹp và trẻ. Cái này là thiêu luôn nha mấy chị ơi, thiêu viền ở ngoài vậy nè nha. Rất là đẹp. Có nhỏ Út ơi, chút xíu em lên cho. Đây chuẩn bị lên size nhỏ nè. 40.2 cho chị Ân Nguyễn luôn. À, em có 40.1 nữa nè. Em có bộ 40.1 nữa. 40.1, 60-61kg trở lại mặt giường, lên giúp em 40.1. Rồi 41.1. 41.1 cả nha. Quần ống len 60-61kg trở lại mặt giường, lên giúp em bộ này là 41.1. 40.1 em chốt cho Út. Đây size 1 nè mấy chị. Lên với em bộ này 60-61kg trở lại mặt giường, 41.1 cho chị Ôn Nguyễn. Đây 42.1 luôn, quần ống nhỏ. 42.1 quần ống nhỏ. 61-62kg trở lại mặt giường. Chốt giúp em là 42.1. Đẹp chưa, quần ống nhỏ. 42.1 cả nhà, 42.1. 60-61kg trở lại mặt vừa, cổ sơ mi luôn nè, 42.1. 60-61kg trở lại mặt vừa, lên giúp em là 42.1. Quá đẹp. 42.1. Màu lạ. 42.1 em chốt cho chị Molly. Ok chị Molly. Rồi 43.1 quần ống suông. 43.1 là quần ống suông. Quay mặt đúng không? Đẹp lắm luôn nè mấy chị. À, trên đây trên cái chữ của nó là nó có đính đá nhỏ nhỏ là đẹp lắm. Lên với em 43.1 quần ống suông, 61-62kg trở lại mặt giường. Lên với em 43.1. 43.1 chứ Nguyễn Bạch có chốt thôi chứ Nguyễn Bạch. Size 1 là 61-62kg trở lại mặt dừa đó, 43.1. Chứ Nguyễn Bạch có lấy không? Màu này đẹp lắm mấy chị. Cái màu này mặt trắng da nè, đẹp. 43.1 chứ Nguyễn Bạch có lấy không? Chứ Nguyễn Bạch đó, 43. Ok, 43.1 cho chị Nguyễn Bạch là em hết. Rồi 44, 44.1 luôn. 61-62kg trở lại mặt giường, lên giúp em bộ này. Quá đẹp luôn. Ôi cái đá nó chiếu rồi nè mấy chị. Lên với em bộ này là 44.1. 44.1 em chốt cho chị Ôn Nguyễn. Rồi 45 em có chấm 1 chị, chấm 3. 45, 40 em hết rồi chị Hồng Mai. Chị hình như là chị không có đó. Em đọc tên của ai là chị đó có đó chị. 45 em có 45.1 quần ống nhỏ nha, và 45.3. Em có chấm 1 và em có chấm 3, các chị lên em bộ này là mã số 45 cả nha. 45.3 em chốt cho chị Ôn Nguyễn. Hết rồi chị Huệ Phạm ơi. 43.1 em hết rồi. 45.1 cho chị Hồng Tuấn. Là em hết 45.1. 46.1 nè mấy chị, 46.1 là quần ống suông. Màu hồng dễ thương á, 46.1 đi cả nhà, quần ống suông. 46.1. Đây rất là đẹp luôn. 46.1. Chốt giúp em 46.1. 46.1 em chốt cho chị Nguyễn Bạch. Đấy. 47. 47.1 em còn được bộ nữa. Cái kiểu cái chữ nó khác. Chữ nó khác cái chữ nãy. Chữ ly. Lên giúp em 47.1 quần ống bát. 47.1 là quần ống bát các chị. Lên giúp em 47.1. 47.1 cho chị Ôn Nguyễn. Chốt em bộ này 48.1. Quần ống bát luôn, 48.1 cả nhà, quần ống bát luôn nha.
60kg trở lại mặt vừa. Bộ này 60kg trở lại. 48.1 60kg trở lại mặt vừa. 48.1 cho chị Nguyễn Bạch. Rồi 49 cả nhà. 49.1 luôn. Quần ống suông 61-62kg trở lại mặt vừa bộ này. Lên với em bộ này là 49.1. 61-62kg đổ lại quần ống suông. Lên với em 49 nha. 49.1 quần ống suông ạ. 49.1 49.1 cho chị On Nguyễn. Rồi cho em bộ này mã số 50. Em có 50.1 và 50.3. 50.1 là 60kg trở lại mặt vừa. Chấm 3 là cho các chị 65-66kg đến 70kg. Lên cho mấy em bộ này là mã số 50. Em có 50 quần ống nhỏ nha. 50.1 và 50.3. 50.1 và 50.3. Đẹp quá mấy chị. 50.3 cho chị On Nguyễn một bộ. Rồi em còn 50.3 nữa nha mấy chị ơi. 50.1 em có một bộ. 50.3 em còn được 3 bộ. 4 bộ nữa. Đẹp xuất sắc luôn. 50.3 cho chị Nguyễn Bạch một bộ. Size 3 là size cho các chị 65-66kg đến 70-71kg mặc dù. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà. Cho em bộ này là mã số 50. Em còn 50.1 và 50.3. Rồi 51. 51 em có một bộ size 2. 51 có 1 bộ 1 hả? 51 em có 1 bộ size 3 thôi cả nhà. Quần ống nhỏ. Đẹp quá. Có hình trái tim. Đây cổ thuyền trắng nè mấy chị, đẹp quá. 51.3. Ồ, cái đá của nó nè mấy chị ơi, cái đá đẹp lắm, rất là chắc luôn nha, rất là chắc luôn. Cái đá này là đá nổi mà nó viền viền kim loại nữa. Đẹp. 51.3 51.3 cho chị Nguyễn Bạch. Trời ơi. 52.1 52.1 cả nhà ơi. 61-62kg trở lại mặt vừa nè. 52.1 55kg đổ lên. 61-62kg đổ về. 52.1 quần ống nhỏ. 52.1 quần ống nhỏ rất là đẹp luôn. 55kg đổ lên. 62kg đổ về. 52.1 chốt cho Út. 53.3 53.3 quần ống nhỏ luôn. 53.3 65-66kg đến 70-71kg mặt vừa. Lên giúp em 53.3 52.1 em hết rồi. 53.3 cho chị On Nguyễn. Rồi 54.5 54.5 quần ống nhỏ giúp em luôn. 54.5 cả nhà. 54.5 65kg đến 70-71kg mặt vừa. Lên giúp em 54.5 54.5 cho chị On Nguyễn. Rồi 55.1 55.1 cả nhà. 55.1 quá đẹp luôn. 55.1 62kg đổ lại. 55kg đổ lên. 62kg đổ về. Lên giúp em 55.1 55.1 cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Móng nhỏ nha. 55.1 55.1 55kg đổ lên. 62kg đổ về. 55.1 rồi. 56.1 56.1 giúp em nha. 56.1 56.1 các chị. 56.1 56.1 là 55kg đổ lên. 62kg đổ về. 56.1 trời ơi này đẹp nè. 56.1 em chốt cho chị Kim Sơn Kim Son. Rồi 57. Dạ ok chị Hồng Tấn. 57.1 cái bộ này quá trời đẹp luôn rồi. 55kg đổ lên. 61-62kg đổ về. Nó là quần ống len nha mấy chị ơi, mà cái gân của nó đẹp á, cái gân của nó cầm thôi nè. Trời ơi, cái này các chị mua cái quần ở ngoài không nó cũng bao nhiêu tiền. 56.1 em hết rồi. 57 giúp em đi.
55kg đổ lên, 62kg đổ về, 57.1. 57.1 em chốt cho chị Oanh Nguyễn. Rồi 58.1 nó cùng một kiểu nha, cái quần nữa nó khác. Ồ đẹp quá mấy chị ơi. 58.1 luôn cả nhà, 55kg đổ lên, 62kg đổ về. Lên với em bộ này là 58.1. 58.1 em chốt cho chị Oanh Nguyễn. Rồi chốt em bộ này là 59.2. 59.2 giúp em các chị, 59.2. 62kg đổ lên, 66, 67kg đổ về. Quần ống bát giúp em luôn. Lên với em bộ này là 59.2. Quá đẹp, 59.2 ha. 62, 63kg đổ lên, 67kg đổ về. Chốt em bộ này 59.2 chốt cho chị Ông Nguyễn. Rồi lên với em bộ này là 30.3. 60. Ủa, 60.3. 65, 70kg. Lên giúp em bộ này là 60.3, quần ống bắp. Tôi ngồi tôi ghi mà cái khẩu tay tôi nghe tôi cổ độc. 60.3 cả nhà, 55, 60kg. 60.3, 60.3 cho chị Oanh Nguyễn. Ê, một cái là bị bún đèn. Một cái là bị bún đèn đó. Ôi ơi, cái này tới size số 7 luôn mấy chị. Size 7 là size cho cái chị 75, 70 đến 75kg mặt dừa nè. Cái này là size bự luôn nè mấy chị ơi. Lên giúp em bộ này 70 đến 75kg, lên giúp em 61.7 nè. 61.7. Cái này là tầm khoảng 73kg đổ lên á, 77 78kg đổ về mặt dừa. Lên giúp em 61.7 cho chị Oanh Nguyễn. 61.7 em chốt cho chị Oanh Nguyễn. Rồi 62. Rồi như em bộ này là 62, cái chị 62.1. 60g 55kg đổ lên, 60kg đổ về. Lên giúp em là 62.1. Rồi chị 105.000 một bộ, chị Huệ Đòn. Lên giúp em bộ này quần ống nhỏ chị nha. 55kg đổ lên, 60kg đổ về. Chốt em bộ này là mã số 62, 62.1. 62.1 em chốt cho chị Thí Liễu. Rồi lên giúp em là 63.1 quần ống bát. 63.1 cả nhà, 63.1. 55kg đổ lên, 61, 62kg đổ về. Bệnh nhất là bị quýt. Nó là thun gân Quảng Châu, chị Hội Đồng nha. Bộ tâm lạnh rồi gân gì cũng là em nói đó chị đó. Hàng mà cái chất liệu đang hot nè. Cái này là 63 hả chị? 63.1. 64. Cái này là 64 cả nhà ơi. Cái này là 63 nè. 63.1 chốt cho chị Oanh Nguyễn. Rồi 64.1 cả nhà. 64.1 đẹp chưa? 55kg đổ lên, 61kg đổ về. Quần ống báo nguyên bộ đen, đẹp quá. Lên với em bộ này là mã số 64, 64.1 nha. 55-56kg đổ lên, 60-61kg đổ về. Lên với em 64.1. 64.1 em chốt cho chị Anh Nguyễn. Trời ơi, cái bộ này mấy chị ơi, 62.3. 62.3, siêu phẩm luôn. 65 lộn. Em xin lỗi, 65.3 bộ em mặc hết. Thầy Kiều Hương là đây nó ngồi nó không dám ngồi luôn. 65.3. 65.3 em xin lỗi. 65.3 cho chị Đào Thị Trinh. 65.3 cho chị Đào Thị Trinh, quần ống bắp đẹp quá. Còn màu nâu. 65.3 là 65 70kg. 65.3. Sáu mươi lăm rồi, 66.2 cả nhà ơi. Ủa mình 66.1 đẹp quá. 66.1 nha. Quần ống bát luôn các chị. 60 đến 65kg. 61, 62kg đến 65, 66kg mặt vừa nè. Lên giúp em bộ này là mã số 66. 66.
Ủa, cái mã số sao cho chị Đào Thị Trinh là như chưa bấm hả? Mã số sao làm bấm chưa? Em chưa. Người ta làm bấm chưa? Nãy giờ chưa phát không còn bao nhiêu đâu. Chó em cái này là 66 cả nhà. Rồi sao em không được đây? 66.1 cho chị On Nguyễn. Ghi đi chị. Cái đó của chị Đào Thị Trinh. Chị ghi cái bộ 65 à, của chị Đào Thị Trinh. Chị Đào Nguyễn à. Dạ. Nhưng in hết rồi chị. Cái gì vậy? 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 Chị ghi thôi chứ sao vậy? Ghi đi. Ghi đi. Lên với em bộ này là 67.2 cả nhà. 67.2. 61, 62 ký đổ lên, 65, 66 ký đổ về. Lên với em bộ này là 67.2. 67.2 cái chị. Quần ống bát nhẹ. 67.2 chốt em bộ này. 67.2. 67.2 cho chị On Nguyễn. Rồi lên giúp em bộ này là 68.1 quần ống bát luôn nha mấy chị. Cả nhà ơi, 68.1. 55kg đổ lên, 62kg đổ về. 68.1 chốt cho Út. Chốt một đống nữa hả? Vậy hả? 105.000 một bộ nha chị gái Phạm ơi. Rồi hại người ta nữa hay gì rồi? Nó có sách mới nha chị. Chốt một đống luôn nè. Bao nhiêu bộ? 2, 4, 6, nhiêu có 7 bộ chứ nhiêu? 7 bộ hả? Số trong đó cho là số nào vậy Quyên? 109. Chị coi bộ nào giống vậy đó. Chị coi cái bộ nào giống vậy đó, chị lấy. Còn gì nữa? Là lại làm gớp của người ta. Còn cái tổ không có mượn mà đặt. Mà đặt lên có lộn không? Dính gớp. Có dụng lộn không? 69 hả chị? Đúng rồi, bộ cầm là 69. Ôi mặc hết rồi chị ơi. Rồi 69 đi cả nhà. Lên chứ em bộ này là 69.2. 69.2 nha các chị đẹp nhà em ơi, 69.2. 69.2 cho chị On Nguyễn. Quá đẹp luôn. Rồi lên giúp em bộ này là 70.1. 70.1. 55kg đổ lên. Cái nào mà chưa có in được biên để riêng cái đoạn đó đi chị, được đáng hơn cái đường mà đó, từ cái bộ nâu đậm đó đó là chị rút ra không, cái ở dưới chốt rồi. Dạ đúng rồi, bắt từ đó đây. Chó em 70 nha mấy chị ơi. 70.1 70.1 chốt cho chị vết thương lòng. Chị vết thương lòng gọi không có nghe máy luôn. Em gọi lại liền cho chị thử coi chị có nghe máy không. Số điện thoại hôm ngày 30 tháng 9 năm 2022 thì số điện thoại không có.
khách này cọc mới bán, mua 7 bộ nhờ cọc cái ok. Hôm sau gọi lại nói shop gọi nhờ cọc kẹt im gu. Gọi lại 4-5 cuộc không nghe máy, rồi chị vết thương lòng. Đơn này á, là có gọi có cọc được cho em không? Cọc được thì chốt, còn không thì em quỷ đơn. Rồi, vậy là cái của chị vết thương lòng 70.1 em không có chốt. 70.1 cho chị On Nguyễn, rồi từ sáng giờ họ tới đặt hàng từ sáng giờ bên em gọi điện không bắt máy luôn. Rồi cái nick cũ á, thì tên á là Ánh Sáng. Rồi bây giờ á, là vết thương lòng. Trời ơi, chị xài nick ảo, chị đi phá người ta hay gì vậy? Hả? Ôi ôi trời. Tạo nghiệp vừa thôi mới chế nha. Mình không mua thì mình để cho người khác người ta mua. Em cũng không có thù oán gì với chị nha. Giờ chị đừng có đi gây thù với em. Chị Đạt nha, đừng có đi gây thù với em. Cái nít cũ cũng đặt một đống, xong rồi á là cũng không có ấy luôn. Rồi tới cái lúc mà bài cái nít mới bữa nay cũng y chang vậy luôn. Rồi giờ lên đặt nữa. Xài á thì để hình nền toàn là hình ảo không à. 70 là ra rồi đúng không? Trên 70 là ra view đúng không? Dạ, 70.1 là ra rồi đó chị. Em có đọc hết trơn đó chị gái Phạm nha. Mới có đọc cái đầu lên nó quăng nhiều vậy đó. Nha chị ơi, mình mua hàng thì mình mua cho đàng hoàng nha chị. Em với chị không có thù quán gì trơn. Đừng có đi phá em mà đi gây nghiệp nha chị. Nha. Con người của mình sống là phải tin vào nhân quả nha chứ. Mình không mua, mình không có lòng, mình mua, mình không có nhu cầu thì mình đừng có phá người ta. 70.1 chị Phỉ Nguyễn không có. Chị Đẹp rồi, bộ này là size số 2 nha mấy chị ơi, size 2XL nha. 61-62kg đến 65-66kg mặt dừa. Mình mua ha, mình không có nhu cầu mua thì mình để cho người khác người ta mua. Chứ chị phá em cũng không có mất mát gì mà em thấy em tội nghiệp cho khách em thôi. Khách em cần mua mà mua không được, còn mình chốt quá trời chốt luôn thì mình lại xả ra nha. Cái đó là cái tâm của mình hờ không có thiện nha chị, cái tâm mình ác lắm mới đi làm chuyện đó nha. Mà lập hai nít rồi chứ không phải một nít nữa, xài nít ảo không, lấy cái tên gì cái tên của mình cũng không dám đưa lên nữa. 71.2 chọc cho con nhỏ nó nghiệp nữa. Mình ơi chị nghiệp được rồi, chị chọc cho em nghiệp nữa. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 72 nha mấy chị ơi, 72.2 luôn, 61-62kg đến 65-66kg mặt dừa. Chị không ai chơi nữa cho chưa hả? Mới nói xong biến đâu mất tiêu luôn rồi kìa chị. Ở trong chổng mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn kìa, đâu có nghe máy đâu. Em kêu em nhờ gọi lại liền luôn, đâu có nghe máy đâu. 72.2 cho chị On Nguyễn. Quá đẹp luôn á chị. Size 2 là size 2XL đó mấy chị, là size cho mấy chị 61-62kg đến 65-66kg mặt dừa nha. Gán đi phá cho người ta nhiều nhiều đi, rồi mình làm ăn được lắm nha. Rồi mình làm ăn được lắm nha chế. Cho chế biết vậy đó. Mai mốt tới chế bán cái gì người ta cũng không mua hết trơn á. Rồi chế đi phá, người ta đi phá cho nhiều vô. Đúng không? Đi phá người ta đi, mua xong rồi không gọi điện, không bắt máy, rồi chốt đơn tầm bậy tầm bạ đó, rồi cái rồi xả ra xả vô đó mấy chị. Rồi tới chừng mà mình bán cái gì đó, rồi không ai mua luôn, rồi cho mình đế luôn. Rồi lên giúp em cái này là 73 nha mấy chị ơi, 73.1. 73.1 nha, 55-56.3 luôn. Em có chấm 1 với chấm 3 luôn các chị. Lo nghiệp không? Lo nghiệp con không nhớ. Dạ em cảm ơn chị Mai Anh Phan. Em có 73.3 luôn, chị On Nguyễn có lấy luôn không chị? Em có 73.3 mấy chị, 65-70kg. 65-66kg đến 70-71kg mặt dừa. 75.3 cho chị On Nguyễn luôn, 1.3 cho chị On Nguyễn luôn nè chị. Rồi em còn một bộ 75.3 nữa mấy chị. Em còn một bộ 75.3 nữa, 55-56kg đến 60-60kg đến ở size 3 là 65-66kg đến 70-71kg mặt dừa. Bả làm em bấm loạn theo bả rồi. 75.3 em chốt cho chị Phỉ Nguyễn, ok chị Phỉ Nguyễn. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 76 với chị. 74 nha. Chị này là 74. Vậy là lộn rồi. Của chị An Nguyễn là 73, cái đó là 73. Ở dưới là 73 luôn mà lên lộn 75 rồi. Sửa lại đi chị.
không, cái đó chị để 73.73.1 đúng không? Không, 73.1. Rồi 73.1, rồi này là 75.3. Không, cái này một. Không, nhưng mà em lộn rồi, lên dễ 75.3 để hơi để tiêu quá. 75.3. Chị chấm 3 vô. 75.3. Rồi, của chị Thủy Nguyễn là 75.3 luôn. Okay. Rồi, rồi lên với em, cái này là 76 nha nhà, 76.2. Mấy chế là tạo nghiệp đi. 76.2 là quần ống nhỏ nha, 60-61kg đến 65kg mặc vừa, lên giúp em bộ này 105.000 một bộ nha chị Hoa Lê ơi. Rồi lên giúp em bộ này là 76 nha cả nhà, 76. 60-61kg đổ lên với chị, 65kg đổ về, lên giúp em bộ này là mã số 76. Cho em bộ này mã số 76 nha, 76. Ôi ôi đẹp quá. Rồi 77 em có 2 bộ size 3 nè. 77 em có 2 bộ size 3XL. Ồ cái màu này đẹp quá mấy chị. 77. 65-70kg lên giúp em 77.3 quần ống nhỏ nè mấy chị. 65-70kg lên giúp em bộ này là mã số 77. 77.3 cho chị Đào Thị Trinh, 77.3 cho chị Ông Nguyễn là em hết 77. Ồ bộ này đẹp chứ vậy. 78.1 cả nhà. 78.1. 78.1 là quần ống len nha mấy chị ơi. 78. 55-56kg đổ lên, 62kg đổ về, lên giúp em 78.1. 78.1 cả nhà. 55-56kg đổ lên, 61-62kg đổ về. 78.1 em chốt cho chị Hoài Đòn. 78.1 cho chị Hoài Đòn. Rồi 79 cả nhà ơi. 79 em có chấm 2 không ạ? À? 61-62kg đến 65-66kg mặt vừa. Lên với em cái này là 79.2. Đẹp quá mấy chị. Mấy cái này nó đẹp lắm nè. 79. 79.2 em có 2 bộ. Quần ống nhỏ giúp em luôn nha. 79. 61-62kg đến 65-66kg mặt vừa. 79.2 cho chị On Nguyễn một bộ. Rồi em còn một bộ 79.2 nữa. 80.3 cả nhà, đẹp chưa? 80.3 nha, 65-70kg. Chớ em 80.3 quần ống nhỏ luôn. 80.3, 65-70kg. 80.3, đá của nó nè mấy chị. 80.3 nha cả nhà ơi, 80.3 em có một bộ. À, hay quá luôn. 80.3 cho chị On Nguyễn. À, nó là điểm hay nè. Rồi 81.3. Quần ống báo nha mấy chị ơi. 81.3. 65. 66kg đổ lên, 70-71kg đổ về, lên giúp em bộ này là 81.3. 81.3 cả nhà, 81.3. 81.3 cho chị On Nguyễn luôn. 80 em hết chứ Hằng Nguyễn, chứ Nguyễn chị Hằng ơi, 81.3 em hết luôn chị Hoa Lê. Ôi bộ này đẹp nè, lên giúp em 82.3. 82.3. 82.3 cả nhà ơi. 65-66kg đổ lên, 70kg đổ về, lên giúp em bộ này 82.3 cho chị On Nguyễn. 82.3 cho chị On Nguyễn. Rồi 83.2. 83.2, 82 em hết chứ Hoa Lê. Lên giúp em bộ này là 83.2, quần ống nhỏ. 65kg trở lại mặt giường. 65kg trở lại mặt giường, cái này là nó cổ thuyền nha, như nè mấy chị. Lên giúp em 83. Rồi chờ em xíu, ở trong đây nó còn nhiều không chị? Chờ em xíu. Lên giúp em bộ này là 83.2, 83.2 cho chị On Nguyễn. Rồi cái này 65-70kg nè, lên giúp em bộ này là 84.5. 84.5, 65-70kg mấy chị. 84.5. Quá đẹp luôn, 65-70kg. 84.5 em chốt cho chị Ông Nguyễn. Là em hết luôn. Rồi, lên đại đi chị. Lấy đại tập. Bữa nay là thiên đường của trắng đen. 85. 85.1 cả nhà ơi, 85.1.
quá đẹp luôn. 85.1 ha, 55kg đổ lên, 60-61kg đổ về lên giúp em. 85.1 85.1 55kg đổ lên, 60-61 62kg cũng được ha, 60-61kg đổ về. 85.1 trên máy của em là chị On Nguyễn trước nha chị ơi, trên máy của chị là chị trước nhưng mà thực tế là nó sao. Rồi em chốt cho chị bộ này được không chị Hoa Lê, bộ này size 5 nè. Đây em chốt cho chị bộ này, chị ok không? Bộ này là quần ống nhỏ luôn nè, size 5, 65-70kg nè, lấy cho chị bộ này nha. Rồi cho chị Hoa Lê 86, em đọc 86 đi. Chị lên giúp em 86.3 đi chị Hoa Lê. 86.3 đi chị. 85 một chút thôi. Chị lên giúp em bộ này 86.3 đi, em chốt cho chị bộ này. Dạ 85 chốt rồi. Đây một lọt size 5 thôi nè. 65-70kg lên giúp em bộ này là 87.3. Quần ống nhỏ luôn 87.3, 65-70kg là cả nhà. 65-70kg lên giúp em bộ này là 87.3. 86.3 cho chị Hoa Lê. 87.3 cho chị On Nguyễn. À cái này 87. Rồi 88.3 luôn cái chị, 88.3. Nên trong đây nó là size 5 đó, em đổi đọc size 3 rồi là nó 3XL nó chị, nó tương đương. Lên giúp em bộ này là 88.3. 65-70kg. Quần ống nhỏ luôn nha cả nhà, quần ống nhỏ luôn. 88.3, 88.3. Chốt cho chị On Nguyễn. Rồi 89.7. 89.7 là cho cái chị đẹp nhà em tầm khoảng 73kg đổ lên, 78kg đổ về. 89.7. Ôi, mạng của chị On Nguyễn nhanh thấy rõ luôn á. 89.7 cho chị On Nguyễn. Rồi 90.2. 90.2 cả nhà ơi, 90.2. 61-62kg đổ lên, 65-66kg đổ về. Lên giúp em bộ này, quần ống nhỏ luôn nha. Chốt em bộ này là 90.2. 90.2 cho chị On Nguyễn. Rồi, tiếp tập đó luôn đi chị. Tập đó đó chị. Đúng rồi. Rồi 91.2 cả nhà ơi, 91.2, 61-62kg đổ lên, 65-66kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 91.2. 61-62kg đổ lên, 65-66kg đổ về. Cái này lên tông trắng đen nhiều lắm các chị. Quần ống nhỏ. Lên giúp em cái này là 91.2, 91.2 cho chị Nguyễn Bập. 91.2 cho chị Nguyễn Bập. Rồi 92.2 cả nhà ơi. Bắt đầu tới size 2XL nha mấy chị. 61-62kg đó, 65-66kg mặt dừa lên giúp em bộ này 92.2. 92.2 cái chị. 60-65kg lên giúp em là 92.2. 92.2 cho chị On Nguyễn. Rồi 93.2 cái size 2XL luôn. Rồi 60-65kg lên giúp em bộ này là 93 cái chị. 93.2 lên giúp em nha, 93.2. 93.2 cho chị On Nguyễn. Rồi. 93 rồi 94, 94.2 luôn. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, 60-65kg lên giúp em bộ này là 94. 94, 60-65kg lên giúp em 94. Rồi 95 cả nhà, 95. 95 là 55kg đổ lên, 60kg đổ về. 94 em chốt cho chị Thiện Ngọc. 95 là chấm 1. 55kg đổ lên, 60-61kg đổ về. Lên giúp em bộ này là 95. 95.1 cả nhà. 55kg đổ lên, 60-61kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 95. 95 cho chị Nguyễn Bạch. Rồi 96.3. 95 em còn bộ size 2XL nữa. Ủa Nguyên để gì kỳ vậy, để ngược, để lộn nữa. Rồi 95 cái bộ đó là 95 hả chị? 95 em có 1, 2, 3 luôn cả nhà. Em còn được 2 với 3 nè, 95 em còn được 2 với 3.
95 em còn được 2 với 3, bộ này tao bán tới 190 rồi đó mấy chị. 95 em có 1, em còn 2 với 3 nữa, chị đẹp nào lấy giúp em. Size 2 là 60-65kg, size 3 là 65-70kg. 95.3 cho chị Hoa Lê một bộ nè. Là hết 3. Còn 3 bộ size 2 các chị, còn 3 bộ size 2. 95.2 cho chị Thiện Ngọc một bộ nè. Em còn 95.2 2 bộ. 95.2 2 bộ, 61-62kg đó, 65-66kg mặt dừa. Lên giúp em là 95.2, em còn 2 bộ nha. Rồi 96.3, 96.3 hồi nãy chốt cho chị Hoa, cho chị On Nguyễn. 96.3 cho chị On Nguyễn. Em có 1X và 2X. 97 em có 97.1 và 97.2 nè các chị. 97 size 1 là 55kg đổ lên, 60-61kg đổ về. Size số 2 là 2XL là các chị 61-62kg đến 65-66kg đổ về. Lên với em bộ này mã số 97, quần ống bát. Ủa cái này quần ống suông chứ, quần ống suông. Nó khác nha. Ủa? Ừ. Cái quần ống suông cả nhà ơi. Vậy là em có 97.1 không à? Nó khác mấy chị, nó khác cái quần. 97.1 cho chị Vĩ Khang. Này một cho Út nha, Út bộ này đi. 97.1 cho Út bộ này nha Út. Này quần ống suông mà cái quần của cái chữ của cái quần nó khác tí xíu, cái này cho Út nè. 97.1 cho Út luôn, cái này 97.1 luôn chị. Em còn 97.2. 97.2 cho chị Nguyễn Bạch. Ủa? 97.2 là cho chị Thiện Ngọc. Chị Thiện Ngọc là 97 là cái này nha chị Thiện Ngọc. Cái họa tiết này nha chị. Quần ống suông nha, quần ống suông. 97.2 là cho chị Thiện Ngọc. Đây chị Thiện Ngọc nha, của chị là cái họa tiết này. 97.2. Dạ. 60-65kg. 97.2 cho chị Thiện Ngọc. Giá 105.000 bộ nha chị Phan Diệp ơi. À, chị Thiện Ngọc ok không? Chị Thiện Ngọc em lấy thì chị có mở tiếng cái chị ok không? Cái áo thì nó giống, nó chỉ phối chứ cái quần là nó khác. 105.000 một bộ nha cả nhà. Cái này cũng quần ống suông luôn, nó cũng phối cái quần khác luôn nha mấy chị. Em lên luôn cho mấy chị nha. À, lên cái này đi, cái này em có bộ 1X chứ bộ 2X nè. Lên giúp em bộ này mã số 98. Em có 98. Rồi chị Thiện Ngọc không lấy 97.2. Rồi vậy là 97.2 em sẽ chốt qua cho chị Nguyễn, cho chị Phỉ Nguyễn. Chị Phỉ Nguyễn chịu bộ này không chị Phỉ Nguyễn? Chịu bộ này không chị ơi? Chịu thì em chốt nha, của chị Thiện Ngọc là không lấy nè. Khách dặn đi luôn, gọi gọi không chịu kêu xả hả? Ok chị Phỉ Nguyễn. 98 đi cả nhà. Của chị Phỉ Nguyễn là 97 nha chứ ơi. Của chị là 97.2 á, quần ống suông á. 98 là em có 98.2 cho chị Nguyễn Bạch. Một bộ em có 98.1 luôn. Em còn 98.1 cả nhà. 98.2 này. Bây giờ em bóc cái cục nào em like cục đó chị Hải Hà nha. Nó còn không có nhiều đâu chị. Bây giờ chị qua bên đó được rồi đó. Rồi lên giúp em bộ này nha các chị ơi, 92. Đủ anh 98.1. 98.1 nè cả nhà. 55-56kg đổ lên, 60-61kg đổ về. Chị nào lấy lên giúp em 98.1. 98.1 em chốt cho chị On Nguyễn. 98.2 nó chốt rồi. 98.2. 99 cả nhà. 99 em có 99.1 và 0.2 luôn.
99 cả nhà ơi, em có 99.1 và 99.2 quần ống nhỏ này cả nhà. 99.1 và 99.2. Không có chấm 3 chị. 99.1 là 55-60kg và chấm 2 là cho cái chị 61-62kg đến 65kg mặt dừa. 99 cả nhà. 99.2 cho chị Ôn Nguyễn một bộ. Rồi em còn 99.1 và 99.2 quần ống nhỏ nha các chị. 99.2 cho chị Thiện Ngọc một bộ. Rồi em còn một bộ 1 với một bộ 2 cho mã số 99 đó. 99.1 cho chị Thí Liễu. Rồi em còn một bộ 99.2, 61-62kg đến 65-66kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này 99.2. Rồi 93. Ủa, 99 cho tới 93. Ủa, 100. Cái điện tử nhỏ cũng lên khoảng tới 99 cái bắt đầu nó quay trở lại 70. Không, cái này bình thường em quản biết. Cái này ta tưởng rằng là nó thấy số 100 bự quá. 100, bừng ống xương. Hai vừa like nè, hai từ cái gì nhớ xuống. 100.2, 100.2 cả nhà ơi. 61-62kg đến 65-66kg mặt dừa quần ống xương. Lên với em bộ này là mã số 100. 105 đó. 100.2 cái chị ơi, không có chấm 3. 100.2 cho chị On Nguyễn. 100.2 cho chị On Nguyễn. Rồi, quay lại giúp em cái này là mã số 1. 1.2 giúp em đi cả nhà. 1.2 quần ống suông luôn. 50kg, 55, quên 60, 61kg đổ lên, 65kg đổ về. Ồ, đẹp nè mấy chị. Lên giúp em mà, cái này là mã số 1 nha. 1.2 em chốt cho chị Hoa Quỳnh, Hoa Lê Quỳnh. 1.2 là size cho các chị 60-65kg nha, quần ống suông nha mấy chị. 105.000 một bộ. Chất của nó là chất gân Quảng Châu giúp em, hàng rất là đẹp. Rồi lên giúp em bộ này là 2.1. 2.1 đi. Lên giúp em là 2.1, đừng có lên mã trước chị Hoa Lê ơi. Thôi mấy chị lại la. Em ưu tiên cho chị một bộ rồi là giờ đừng lên mã trước sao bị la đó. Rồi là em đọc lộn xộn đó. Chốt em bộ này nha các chị ơi, chốt em bộ này là mã số 2.1, 55-60kg. 2.1 mình chơi công bằng đi chị. 2.1 cho chị Vân Bích. Đúng rồi, ai có cái chấm lại cho em trước. Chốt giúp em bộ này nha, 2.1 cho chị Vân Bích. Chị Vân Bích khách mới lên cân nặng chiều cao kèm số điện thoại giúp em. Chưa, chưa, cái đó chưa chốt. Cái đó mã số số 1. Không phải, 9 mấy. Nó ra 2 chấm rồi. Giá 105.000 chị Vân Bích lên cân nặng chiều cao kèm số điện thoại. Rồi lên giúp em cái này là 3.3 nè. 3.3 cả nhà ơi. 65-70kg lên giúp em bộ này là 3.3. Chị coi mẫu đi, nhiều khi cái bộ đó có size số 3 mà mẫu chị không thích. Quần ống bắp giúp em nha, quần ống bắp. 65-70kg lên giúp em bộ này là mã số 3. 3.3 cho chị On Nguyễn. Ủa 3.3 cho chị Hoa Lê, chị Hoa Lê trước. Rồi của chị Vân Bích. Chị Vân Bích 62kg, 1m56. Mặt không vừa chứ ơi, cái đó là 60-61kg đổ lại à. Chị tròn người không? Chị tròn người thôi, nếu mà tròn người là mặt không vừa đó. Gọn người mặt mới vừa chị Vân Bích. Mặt mới mặt vừa 1XL. Bộ mặt số 2 chị 2.1 bộ đó. Chị gọn người không, gọn người mặt mới vừa nha. Tròn người mặt không vừa, chất khung thì chị mặc cũng ok đó. Nhưng mà hơi ôm nhiều đó, chị chịu không? Chịu thì em chốt. Nè. Bộ này là 62kg mặt là hơi ôm nha. 60-55kg đổ là 60-61kg đổ về thôi. Bằng giá đúng không? Rồi chị Vân Bích không lấy, em chốt qua cho chị 2.1 là em chốt cho chị Linh Phương. Gần hết rồi mấy chị. Lên giúp em cái này là 4.1. 4.1 quần ống bát giúp em nha các chị ơi. 55kg đổ lên mấy chị, 60-61kg đổ về. Chị nào 62kg là phải cao và gọn người nha mấy chị. Đấy hả? Rồi. Mã số này là mã số 3. Rồi đó.
ba em hết nha mấy chị, ba hết. Rồi lên giúp em cái này là mã số 4, 4.3 nè các chị, 4.3 55 kg đến nè. Ủa anh 65 70 kg. Dạ. Quần ống nhỏ nè mấy chị, 65 70 kg lên giúp em, bộ này là 4.3. Dạ. 4.3 cả nhà ơi, 4.3, 4.3 cho chị On Nguyễn. Qua nay nó nhảy tưng tưng con dân tăng luôn. Rồi mã số 5, em có 5.2 và 5.3. 5.2 là 60 65 kg và 5.3 là cho các chị 7 65 70 kg trở lại mặt giường. Quần ống bát luôn mấy chị, quần ống bát. Cái form này là size 2XL là 60 65 kg nha, 3XL là 65 70 kg. Chị Hoa Lê hỏi thắc mắc chứ, em chốt là em chốt theo máy của em nha. Máy của chị thì lúc nào chị cũng thấy chị trước hết trơn. Chị chốt livestream chị để ý thì những cái like khác cũng vậy đó, chị thấy thấy cái khách kia người ta nổi lên trước mà tại sao cái shop người ta là đọc cái tên của người sao nha. Em chốt là em chốt theo máy chủ. 5.3 em chốt cho chị On Nguyễn đó, là mấy chị khỏi phải là ừ thắc mắc tại sao chị chốt trước chốt sau gì cho em chốt nha. Theo máy của em nha. Ai chị mua nếu mà em không bán cho chị em chốt không công bằng vậy, nãy em ưu tiên cho chị cái bộ đó làm chi. À, khách nào em cũng bán mà lên giúp em bộ này nha các chị, 5.2 nha, em còn bộ 5.2, 60 đến 65 kg mặt dừa 5.2. Rồi chốt em bộ này là mã số 6 cả nhà, 6.2 luôn, 6.2, 60 đến 65 kg mặt dừa lên giúp em là 6.2. 61, 62 kg đó, 65, 66 kg mặt dừa nè, 5.2 cho chị Kim Son. Khách nào em cũng bán hết trơn á mấy chị nha, đó là yên tâm. Em mà chốt á, ví dụ như em đỏ chốt rồi mà em thấy cái chị kia hiện lên mà chỉ trước là em cũng phải tua lại, em cũng phải chốt lại à. Lên giúp em bộ này 65 70 kg, lên giúp em mã số 6, 6.3. Mã số 7. Mã số 7. 7.3. Ủa vậy 6 lại nè. 6 đó. À 6.2 chưa chốt rồi. 7.3 cho chị Hoa Lê. 65 70 kg nha. Rồi 7.3. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 8. Em có 8.1 và 8.2. 8.1 là 55 kg đến 60 kg. Và 8.2 là cho các chị 60 đến 65 kg, 105.000 một bộ chị. Quần ống bóp giúp em luôn các chị, lên giúp em bộ này là mã số 8. Em có 8.1 và 8.2 nha. Cái này các chị mặc ôm đẹp lắm luôn nè. 8.2 cho chị On Nguyễn. Rồi em còn một bộ 8.1 cả nha. Em còn một bộ 8.1. 55 56 kg đổ lên nè mấy chị, 60 61 kg đổ về là chốt ok. Bộ này giống bộ này. Rồi lên giúp em. Chị 9.3 cả nhà. 9.3 55 đến 60 kg lên giúp em, cái này là 9.3. 9.3 65 70 kg chứ. Em đọc lộn hả? 65 70 kg lên giúp em, bộ này là 9.3. 9.3 em chốt cho chị Hoa Lê. Rồi 10.2 60 đến 65 kg, 10.2. 10.2 cả nhà ơi, 60 65 kg lên giúp em, 10.2. 10.2 quần ống nhỏ. 60 đến 65 kg lên giúp em 10.2, 10.2 cho chị On Nguyễn. Lên giúp em 11.1. 11.1 các chị, 60 55 kg đổ lên, 60 61 kg đổ về. Lên giúp em là 11.1. 11.1 nha cả nhà ơi. Hả? Chị cầm cái áo mà. Một kiếm cái gì? Chú quần. Mấy kiếm cái quần. Sao vậy? Không mà người ta bỏ vô cái bộ nào ta bỏ vô bãi bỏ. 11.1 cho chị Hồng Tuấn. Để nó đi vậy mà tiếp tục chương trình đi. Để nó đi vậy. Em đi đâu rồi? Để đi qua tay không nha. Để qua đi qua tay không. Ừ,
12 đi cả nhà, 12. 55 60 kg nè, lên giúp em là 12.1. Bộ này đẹp quá, quần ống nhỏ nha. 12.1 105.000 một bộ. Tại có chữ M đó. 65 kg cao mét 55 trở lên thì mình mặc size 2XL đó chị. Lên giúp em bộ này đẹp nè cả nhà. Bộ này lên giúp em mã số 12. Em có 12.1, 55 60 kg, 12.1. Đẹp quá. 12.1. Lên giúp giùm em bộ này là 13.2. 13.2 nè các chị, 60 65 kg. 13.2 giống bác. 13.2. 13.2 nha chị ơi, 60 65 kg mặc vừa. 13.2 cho chị Ân Nguyễn. Rồi 13, hồi ôi cái mẫu này đẹp quá. 14, lên với em 14.2 cả nhà, 14.2, 60, 65 kg mặt dừa, 14.2. 14.2 quần ống bát giúp em nha. 14.2. 14.2 giúp em cái chị 60 nó 65 kg mặt dừa. Dạ, một con nam 14.2 cho chị Ân Nguyễn. Rồi 15.2 luôn cả nhà. 15.2. 15.2 cái chị 61-62 kg đổ lên 65-66 kg đổ về. Cái này là toàn bộ quần ống bát hết giúp em nha. Chất gân nó đẹp lắm nha mấy chị. Lên giúp em bộ này là 15.2. 15.2 em chốt cho chị Ân Nguyễn. Rồi 16. 16.2 em có 2 bộ. 16.2 em có 2 bộ mấy chị. Cái này em khỏi bung được không mấy chị, nó cùng một mẫu á. Coi màu giúp em thôi ha, nó cùng một mẫu. Lên giúp em bộ này là 16.2, cái màu này đẹp nè, 16.2 cho chị Ân Nguyễn một bộ. Cái màu đẹp lắm mấy chị. 16.2 cho chị Thủy Nguyễn một bộ. 16, 17 đi cái chị, 17.2 màu nâu nè. Màu nâu giống như em mặc nè. Nâu đậm hơn tí xíu. Lên giúp em 17.2. 61 62 kg đến 65 66 kg mặc vừa, quần ống bát nha. Nó có cái bông nhìn nó có một tiểu à. Để coi có một không nha Út ơi. Chưa thấy một rồi, hết trơn rồi. Hết trơn rồi đó, có 17.2 nữa là hết. 17.2 cho chị Thủy Nguyễn. Rồi 18 nha chị, một mẫu mới nè, 18.3. 18.3. 65 kg đổ lên, 70 kg đổ về. Rồi nó in 3D nó chị ơi, đẹp quá. Nó cái quần đó đó. Cái quần với cái áo đó đó. Nè. Không có biết là người ta chỉ bỏ phiếu thôi đó. Đây nãy đi ngang thấy quần đó rồi đó, tao nói trong bụng sao sọc đẹp. 18.3 cho chị Ân Nguyễn. Nãy thấy quần đó chị nói trong bụng sao mà có đẹp quá. Có 10 18 19, 19 em có 19.1 nè cả nhà, hai bộ. 19.1 em có hai bộ. Không giống nó được. Đây cái màu có đẹp quá ha. Màu khác. 19.1 em có hai bộ các chị ơi, 55 kg đổ lên, 60 61 kg đổ về. 19.1 em có hai bộ nè, quần rồi. Ê, cái này là quần ống suông nha. Cái này là quần ống suông nha các chị đẹp nhà em. Cái mẫu này là quần ống suông nha. 19.1 cho chị Thanh Thúy một bộ nè. Cho chị Vĩ Khang một bộ nè. Cái này là quần ống suông nha. Đó là mấy chị ok thì em chốt nha. Chị nào mà không lấy á thì nói em phải nghe lại. 19 rồi lên giúp em 20. Em có 20.1 và 20.2. Em có 20.1 và 20.2 nè cả nhà. 20.1 và 20.2 chốt giúp em nha. Quá đẹp luôn. Quần ống suông, ủa quần ống nhỏ, cái này nó lại là quần ống nhỏ. Nó từ lưa hết trơn á. 20.1 chốt cho Út, 20.2 chốt cho chị Ân Nguyễn. Là em hết. Rồi cái bộ này đẹp quá, quần ống nhỏ luôn. Rồi ơi, cái bộ màu tím có một bộ duy nhất nè, lên giúp em bộ này là 21.2. 21.2 cả nhà ơi, quần ống suông. 21.2 quần ống suông nha. Một dành vật chi phải cắt. Nghe nó còn tiếng làm ngóc đầu ra liền. 21.2 cho chị Ân Nguyễn. Trời ơi, cái nào nó đẹp á. 22.1 là quần ống bát. 22.1 là quần ống bát cả nhà, cổ sơ mi. 60 61 kg trở lại mặt vừa.
Hồi nãy cái này có hấp đầu lên rồi mày dắt. Không 22.1 cả nhà ơi, 22.1. 22.1 chị Huệ Đòn. 23.1 luôn, quần ống bát cỡ sơ mi luôn. 23.1 luôn cả nhà. Hai mươi ba chấm một chốt cho chị On Nguyễn rồi hết, tiếp tục toàn đọc nữa hả chị ơi. Đúng rồi, mấy mã đầu tiên á chị lấy vô nào, là lựa đẹp đẹp không ạ. Rồi 24.1 các chị, 24.1, 55kg đổ lên, 60, 61kg đổ về, quần ống nhỏ. Lên với em là 25.1. Ủa, nhiêu? 24.1. 24.1 các chị, 55kg đổ lên. 24, lỡ đọc 24 rồi. 24.1 cho chị Thanh Thúy nè, để mấy chị chốt không được bộ nào em bị la. 24.1 chốt cho chị Thanh Thúy luôn, lỡ rồi mấy chị. Lên giúp em bộ này là 26.2 quần ống nhỏ luôn nha. 60-61kg đến 65-66kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này là 26.2. Đẹp quá đẹp luôn nè. 26.2 giúp em nha mấy chị. Cái này cái chị mặc lên mẫu đẹp lắm. 26.2 chốt cho chị On Nguyễn. Sao bọt lớn đâu chưa. 27. Em có 27.1 và 27.2. Em có 27.1 và 27.2 cả nhà. Quần ống nhỏ luôn. 27.1 và 27.2, cái màu nó đậm hơn 26 tí xíu. 27 cả nhà, 27. 27.2 cho chị Hoa Lê. 27.1 cho chị Hải Hà. 28.1 luôn. 28.1 là kiểu khác nữa nha mấy chị. 28.1 à, nó cùng một kiểu. 28.1 105.000 một bộ chị ơi. 28.1 cho chị On Nguyễn. 105.000 chốt gân Quảng Châu của nhà Quỳnh Anh giúp em. Rồi 29. 29 em có .2 và .3. Ủa đây có bộ rồi. 29 em có .2 và .3. Hồ cái bộ này nó đẹp cả nhà ơi. Quần ống nhỏ. Trời ơi. Cái bộ này là nó có xẻ đinh hai bên nè mấy chị nha. Xẻ đinh hai bên dạt bầu. Lên giúp em 29, 29.3 cho chị On Nguyễn. Đẹp lắm luôn cái bộ này. 29 cả nhà, 29 em còn 29.2. 29.2 cho chị On Nguyễn luôn. Hai bộ cho chị On Nguyễn luôn. Rồi lên giúp em, cái này là 30 cả nhà ơi, 30. 30.1. 30.1, 55kg đổ lên, 60kg đổ về, quần ống nhỏ. Lên giúp em là 30.1. 105.000 một bộ. Cái này là đính đá siêu đẹp luôn nha mấy chị. 29 em hết rồi, lên giúp em 30 đi cả nhà. Em có 30.1. 55kg đổ lên, 60kg đổ về, 30.1. Rồi 31.1. 31.1, quần ống nhỏ luôn. 55kg đổ lên, 60kg đổ về, 30.1 em chốt cho chị Kim Son. 55kg đổ về lên, 60kg đổ về, lên giúp em 32.1. 33.2 em có 2 bộ. 33.2 em có 2 bộ nha các chị. 60 65kg mặt vừa. Bộ này là 31 32. Ủa? 33. 30 30.1.
Đâu không? Con này 30 nè. Con này 30 mà để nào 29. 29 là chốt rồi mà, 29 chốt hết rồi mà. Hai bộ chốt hết rồi chị. Bộ này vậy là bộ đó là 30 đó, bộ đó 31 nè. Ờ à, đúng rồi. Vậy chốt 30 cho chị. Dạ. Bỏ không kịp luôn. Ba mươi chấm một em hết rồi chị Ngọc Thúy ơi, em còn 31.1 được không chị? Rồi cái này là 32.2 nè, 32.2 cho chị Hoa Lê một bộ, em còn một bộ nữa các chị, em còn một bộ nữa, 32.33 là cùng luôn, cùng một mã luôn các chị. Rồi em lên lại mấy cái bộ đầu cho mấy chị nè, xíu đi lên lại cái mẫu này nữa, mấy cái bộ đầu tiên nè mấy chị, đầu tiên chị nào chưa có xem được nè. Bộ đầu tiên toàn là đẹp đẹp không à, mà mấy chị vô chưa kịp á. Em lên lại cái bộ đầu tiên nha, lên giúp em bộ này mã số 17, lên giúp em là 17.2 nè, 17.2 quần ống nhỏ 60-61kg đến 65-66kg mặt vừa, lên giúp em 17.2, 17.2 đẹp chưa. Em lên lấy cái bộ đầu tiên cho mấy chị nè, 17.2 giúp em, 17.2 là chị Oi Nguyễn hồi nãy có rồi đó, mấy cái bộ mà em lên đầu tiên là hầu như chị có hết rồi đó. Cái này chị chốt thêm không? Cái này chị chốt thêm thì em lấy cho chị thêm, còn mấy bộ này là em lên mã số lại là chị có hết rồi đó. Chốt thêm thì em lấy, còn không thì em sẽ chốt qua cho khách sau. 17.2 nha mấy chị ơi, 17.2. Mười bảy chấm hai em chốt cho chị Ân Nguyễn. 10.2 10.2 là quần ống nhỏ cả nhà. 10.2 bộ này đẹp không, bộ nãy 10.2 là 61-62kg đến 65-66kg mặt vừa, lên giúp em là 10.2 10.2 cả nhà, 60-61kg đến 65-66kg mặt vừa, lên giúp em 10.2. Rồi 55.1, 10.2 cho chị Ân Nguyễn, 55.1 quá đẹp luôn nha, 55.1, 55.1 cả nhà, 60-61kg trở lại mặt dừa, 55.1 quần ống nhỏ, lên với em là 55.1 cả nhà, 55.1. ba chấm một 55.1 em chốt cho chị Huệ Đòn, 3.1 cả nhà, 3.1 55kg đổ lên, 60kg đổ về, lên giúp em bộ này là 50, đổ lên 3.1, 3.1 bộ này, bộ màu nâu rất là đẹp, 3.1 quần ống nhỏ, 3.1 55kg đổ lên, 60kg đổ về, lên giúp em 3.1. 19.1 và 19.2 cả nhà. 19.1 55-56kg đổ lên, 60-61kg đổ về. Rồi lên giúp em bộ này và mã số 2 à, 19.2 thì cho các chị 61-62kg đến 65-66kg mặt vừa. Không có, có không còn như chị Đào Thị Trinh thôi. Lên với em bộ này là mã số 19 nha mấy chị, 19. Rồi hết rồi đó mấy chị. 15 này. Rồi chốt em bộ này mã số 15, còn bộ sáng sáng nữa chị. 15 nha cả nhà ơi, 15. Em có 15.1 nè. 15.1. 55-56kg đổ lên, 60-61kg đổ về, lên giúp em 15.1. 1 tí. 15.1. Rồi hết rồi đó mấy chị. Còn cái này là họa tiết trắng đen, bộ sáng sáng với chị em cái gì. 15. 15.1 cho chị Ân Nguyễn. Chốt em bộ này là mã số 40, 40.3. Chốt em bộ này là 40.3 cả nhà, 40.3, 65-70kg, lên giúp em 40.3 quần ống nhỏ, 40.3, 65-70kg, 40.3. Cho chị Hoa Lê. Ủa chị Đào Thị Trinh, xin lỗi, 40.3 cho chị Đào Thị Trinh. Rồi 41.3, 65-70kg,
41.3 65-70 kg nha. 41.3 41.3 65-70 kg 41. Rồi 42.3 nè chị. 42.3 65-70 kg luôn. Em còn chấm 1 luôn. 42.1 và 42.3. 42.1 là 55-60 kg và chấm 3 là 65-70 kg quần ống nhỏ. 42.3 cho chị Ân Nguyễn một bộ. 42 nha, em có 42.1 và 42.3. Mười sáu chấm một quần ống suông á chị, nguyên bộ xám rất đẹp nè. Chấm một quần ống bát nhẹ nha, cái bộ này đẹp lắm mấy chị. 55-56 kg đổ lên, 60-61 kg đổ về. Cái này lên giúp giùm em là 16.1, em còn có bộ 16.1 mà không có 16.3. Bộ xám nó đẹp lắm, 16.1 chốt cho Út. Hết rồi cả nhà nha. Đây em còn bộ này size size 7L. Đâu nhìn cái áo mình giống nhiều. Giống như bao giờ giống như ba cái nhập viên. Đó nhìn lên cái lần trắng này phải ở sau lưng á. Lưng. Đâu, nói gì đâu. Bình thường thầy kể nó sao giờ biết tiếng sao. Dạ thôi nhé. 65-70 kg cả nhà ơi. 65-70 kg. Rồi chốt cho chị Hoa Lê. Chốt cho chị Hoa Lê bộ này nha. Size 3XL. Chị Hoa Lê lấy bộ đó không lấy thì ok giúp em nha chị. Rồi lên giúp em bộ này mã số 45. Rồi 45, 45.3 nè, 65-70 kg luôn. 45.3. Cho chị Ân Nguyễn. Rồi là hết. Rồi hết rồi đó mấy chị. Còn có mấy bộ size 1 với size 2. Cho nó cho bọc cho chị. Em hết rồi chị ơi, 45 em hết rồi chị. O chị Hoa Lê có lấy cái bộ trước không? Còn không lấy bộ trước thì em bán lại cái bộ mà em nói em chốt cho chị, cái áo trắng này nè, lấy không? Còn 45 em hết, lấy bộ này không chị ơi? 45 là em lên mã là chị Ân Nguyễn chị chốt trước rồi. Rồi ok, hai đưa cái bộ ống bắp đó cho em thôi. Dần hả? Dạ. Vậy này có không? Đúng rồi. Rồi em like cho các chị đẹp nhà em ha. Bộ ống bắp hồi tối chị nào chưa xem được thì xem giúp em. Bộ ống bắp hồi tối nha cả nhà ơi. Giá 115.000 một bộ, rất là đẹp luôn. Bộ này là chị chốt rồi. Học cái này là hơi quyền hơn. Bây giờ ra đây ra cái chị cũng được. Bộ ống bám này rất đẹp nha cả nhà. Bộ ấm bát cổ bao nhọn hai lớp rất là đẹp luôn. Giá 115.000. Nhí cam, ở trong có xả mấy bộ này không chị Hương? Hàng xả nói nguyên đem lắm.
hàng xả đem ra hết đi em để biết chốt rồi. Em ra dùng Vương ơi. Vô hết cả cái Vương luôn. Rồi lên giúp em bọn này là bọn nhí cam đi cả nhà, nhí cam ha. Bộ ống bắp rất là đẹp luôn cả nhà, 115.000 một bộ giúp em chốt vải thun nha cả nhà ơi. Lên giúp em mã này là mã nhí cam nha các chị ơi, nhí cam. Alo, dạ chị nghe hả? Trời ơi, nhiều lắm hả? Mẫu gì vậy cô? Rồi size số 5 hả? Chị ơi chị đẹp coi giùm em coi nhí trắng với nhí cam còn size 5 không? Chị đẹp có xả ra không? Hiện tại là con hết rồi nha cô ơi. Hiện tại là chỉ còn xanh lá thôi. Cái like đó cô coi là cô like ngày tối ngày hôm qua, là hôm qua con bán hết rồi, bây giờ là buổi trưa rồi mà cô. Thì 17 giờ trước cô cộng đi, bây giờ là bao nhiêu rồi, là con lao tối ngày hôm qua mà. 17 giờ trước cô chứ đâu phải là 7 giờ trước đâu. Rồi vậy là con hết rồi ha, con còn chỉ xanh lá thôi. Dạ. Rồi. Xanh lá cô có lấy, cô coi đi, cô có lấy thì cô gọi nha. Hiện tại con còn có 1 bộ và con đang. Trời ơi, đã nói còn có 1 bộ xanh lá mà không còn cái mẫu gì nữa. Cái nam này hơn còn có bộ xanh lá đó. Ừ, thì đó, thì nó còn đó. Nắng ấm nó không có chốt xanh lá. Ủa, nó không có chốt chưa nào. Cái con mù, yêu nghiệt. Cái nít cũ á, cũng đặt á hả, tên ánh sáng vậy đặt 7-8 bộ, cả chục bộ chi cọc á, cái đầu không chịu cọc. Xả ra bữa nay mình đặt cái nít mới lên mua, gọi điện không, xe máy lên đặt, cái em kêu Nguyên gọi lại liền luôn, cũng không bắt máy luôn. Mới nghiệp với bà nói là em muốn bơm hàng em đi phá em vài bữa bán hàng à, có bán gì ế luôn không ai mua. Tức thế ghê luôn á, không phải một lần đâu, khắp bên em á mà xả một mua mà hàng á, ví dụ như mấy chị xả một hai lần không bao giờ em nói chứ nha, nhưng mà cái bà chị, cái bà hồi nãy là bà quá đáng dữ lắm, bà cố tình nên em cũng cố tình em nói bả luôn, chứ không ai mà người bình thường mà làm được cái chuyện đó chứ. Rồi lên với em, bộ em đang mặc là bộ nhí cam nha các chị ơi, tranh thủ mua bộ này nha các chị, bộ này em hết, em chuẩn bị hết rồi. Nhí cam hiện tại em còn size mấy gì chị được? À, nhí cam còn hai, em đang mặc size 2. 2, 3, 4. Rồi nhí cam em đang mặc còn được 2, 3, 4 cả nhà ơi, giá chỉ có 115.000 một bộ thôi các chị. Bộ này là siêu đẹp luôn nha. Giạt là giạt bầu giúp em. Giạt bầu cái áo em may nó hơi dài tí xíu nè, để cho cái chị đẹp nè em mặc. Nó tự tự như là cách tông tí xíu gì đó. Với lại là cái chị may cái giạt bầu này là cái chị mặc á, nhìn cái mông của mình nó sẽ rất là tròn ha. Em nhìn rất là đẹp. Rồi cổ á thì em may này cho mấy chị là hai lớp nè, đẹp lắm. Giá chỉ có 115.000. Lên với em bộ này là bộ nhí cam cả nhà ơi, nhí cam. Lên giúp em bộ này là bộ đỏ nha. Ngày mai chị nào mà nhận được bộ này là nhớ cho em thẳng hồi nha. Bộ này là siêu đẹp luôn. Đó, đây chỉ còn 3 thôi. Nhí cam 3 em chốt cho chị Ngọc Hồng. Rồi là em hết nhí cam 3. Đỏ hiện tại em chỉ còn size số 3 thôi, không còn size khác. Nhí cam 2 cho chị Bảo Ngọc Nguyễn. Ok, chị Bảo Ngọc Nguyễn. Giá 115.000 cả nhà, rất là đẹp luôn. Quần ống bát nha. Ống bát nhà em thì cái chị mặc biết, cái chị mặc là cái chị biết rồi đó, chân dài miên man nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Lên với em mã đỏ, chị nào size 3 chốt cái mã đỏ này đi, đỏ này em còn size 3 không mà đẹp lắm. Đỏ 3 cho chị Ngọc Hồng. Nào đẹp gì kia, chị lấy rồi em lấy. Lên với em mã này là mã tím đi cả nhà. Quá đẹp. Tím em còn size 2, với size mấy chị đi? Tím em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi các chị, lên giúp em mã tím đi, đẹp lắm. Tím em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi. Chốt luôn chứ Bảo Ngọc Nguyễn ơi, bộ này đẹp lắm luôn á. Lên với em mã này là mã tím nha các chị ơi, tím. Chốt em tím. Rồi xanh lá. Xanh lá em còn 1, 2, 3, 4, 5. Chốt em mã xanh lá. Đơn của chị Ngọc Hồng đi đơn luôn, khỏi gọi. Ok chị Ngọc Hồng. Tím 2 em chốt cho chị Bảo Ngọc Nguyễn.
nốt vô nha chị Hai ơi. Chị Ngọc Hồng đi đơn luôn. Xanh lá 2 cho chị Bảo Ngọc Nguyễn luôn. Chị Ngọc Hồng đi đơn luôn. Đó là đẹp mà. Lên với em mã xanh lá, mã xanh lá này đẹp lắm mấy chị. Cho em xanh lá nha, xanh lá. Em chào trái miền Tây quê tôi. Bột. Mẫu này đẹp lắm luôn á chị. Mẫu này rất đẹp, bỏ ra để bên. Để bấm. Xanh lá 4 cho chị miền Tây quê tôi. Đây cái mã da này rất là đẹp. Dạ. Xanh da còn mấy chứ? Da đây còn 2 3. 1 2 3 lên giúp em mã da. Da em còn được size 1, size 2 và size 3 nè mấy chị. Cái này nó có lâu lâu nó có cái kim tuyến nha, mà kim tuyến này là kim tuyến vàng chứ không phải kim tuyến bạc nha mấy chị. Rồi lên giúp giùm em mã này cả nhà ơi. Lên giúp em mã này là mã da đi các chị. Da em còn được 1 2 3. Da em còn được size 1, size 2 và size 3 nha, rất là đẹp. Lên giúp em mã da. Ồ cái mã riêu này nó đẹp nè mấy chị. Riêu còn mấy chứ đi ơi. Da 2 cho chị Bảo Ngọc Nguyễn hả? Không còn bộ nào đó hả chị? Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Riêu em còn có một bộ size 1 rồi mấy chị. Riêu em còn có một bộ size 1 duy nhất. Lên giúp em mã riêu. Chốt em mã riêu nha các chị ơi, mã riêu nha. Lên giúp em mã riêu. Rồi con nghe cô ơi. Bây giờ là size 5, con chỉ còn có một bộ màu xanh lá duy nhất thôi. Cô có lấy không? Không có còn bộ nào nữa hết trơn á. Dạ. Rồi, vậy nha cô. Đi đơn luôn khỏi gọi của chị Thanh Thúy, chị đẹp. Chị Thanh Thúy mã số 40. Đúng rồi, cái đó size ở trong cái size 5 nhưng mà nó cho là size 3 đúng rồi, 5 với 3 với L nó là giống nhau cái gì. Dạ. Đơn của chị Thanh Thúy mã số 140 đi đơn luôn. Ok chị. Rồi lên giúp em mã này mã nhí trắng nha cả nhà, nhí trắng. Nhí trắng còn 1 2 3 4 hả chị đẹp? Nhí trắng em còn được 1 2 3 4 cả nhà ơi. Nhí trắng em còn được 1 2 3 4 các chị đẹp chốt giúp em mã nhí trắng nha. Nhí trắng em còn được 1 2 3 4 chốt em mã nhí trắng nha chị. Rồi lên giúp em cái này là ngũ sắc. Ngũ sắc là còn được 1 2 3 hả chị? 1 2 3 4. Ngũ sắc em còn được 1 2 3 4 luôn, cái bộ ngũ sắc này đẹp nè. Chị Bảo Ngọc Nguyễn ơi chốt luôn bộ này đi chị, bộ này đẹp lắm. Lên giúp em bộ này nha cả nhà, lên giúp em ngũ sắc. Ngũ sắc em còn 1 2 3 4. Rồi mã đẹp. Đẹp còn 1 3 hả chị? Đẹp em còn được 1 với 3. Đẹp quá. Cái bộ này rất là đẹp và sang luôn nè. Đẹp em còn được 1 với 3. Ngũ sắc 2 cho chị Bảo Ngọc Nguyễn. Lên giúp em mã đẹp với chị. Đẹp em còn được 1 với 3. Nãy chị nào size 3 nè, lấy thêm cái bộ mã đẹp này đi chị. Bộ này sang lắm. Nhí trắng 2 em chốt cho chị Linh Phương. Size số 4 của chị miền Tây quê tôi là lấy bộ ngũ sắc với bộ nhí trắng không đi, bông nào cũng đẹp hết trơn á chị. Miền Tây quê tôi đẹp 1 em chốt cho chị Lê Hương. Nhí cam với ngũ sắc size 4 cho chị Trần Tuyết. Thoải mái nha chị Bảo Ngọc Nguyễn. Thoải mái chứ đẹp ơi, không sao hết. Lên với em mã này là mã đẹp nha cả nhà. Đẹp 1 em đang cầm chốt rồi đúng không chị? Rồi đẹp hiện tại bây giờ em chỉ còn size 3 thôi nha các chị. 115.000 bộ cả nhà ơi, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp hiện tại em chỉ còn size 3 thôi ạ. Bộ nhí cam em đang mặc chốt size 4 luôn đi chị miền Tây quê tôi, bộ em đang mặc đẹp lắm. Ngũ sắc cũng đẹp luôn. 53kg là mặc size 2 nha chị Lê Hương ơi. Bình thường chị mặc đồ bên em size nào? Bình thường mặc size nào thì chốt size đó nha chị. Bộ này là form cũng gọn chứ không có bự nha. Rồi lên giúp em bộ này là bộ ngũ sắc nha cả nhà ơi, ngũ sắc. 53kg là thường em sẽ chốt size số 2 nha, nhưng mà bình thường chị mua bên em size nào thì chốt size đó. Size 3 65kg không vừa chị, 65kg mặc size 4 giùm em nha. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí trắng nha các chị, nhí trắng. Size 2 thì chốt size 2 chị ơi. 2 hết thì lên 3 chứ không có xuống 1 được nha. Rồi quỷ cái bill của chị Lê Hương đi chị đẹp. Đẹp 1. Rồi lên giúp em mã này là mã riêu nha cả nhà, mã riêu.
hai hết thì mình có thể mình lên ba chứ không có xuống một được. Thà rộng cái chị bóp vô chứ không thể nào chọc mà nới ra được nha mấy chị. Rồi lên giúp em bộ này là mã da nha mấy chị ơi, mã da. Mã da do bạn người của chị á, chị Bảo Ngọc Nguyễn. Bạn người của chị gọn, chị cao, chị gọn người ha. Nhưng mà bình thường chị mặc bên em xưa giờ là size 2 không à. Còn chị Lê Hương là xưa giờ chị cũng mặc size 2 nên chị xuống size 1 là chị mặc không được. Lên với em mã da nha cả nhà. Da em còn được size 1 với size 3 hả chị Điệp? Da hiện tại là em còn 1 với 3 nha các chị, 1 với 3. Rồi xanh lá là còn được 1, 2, 4, 5. Ủa quên, 1, 2, 3, 5. Xanh lá là em còn được 1, 2, 3, 5. Chốt em mã xanh lá. Rồi tím là em còn được size 2 nè các chị. Tím em còn được size 2 nè, quá đẹp luôn á chị ơi. Bọn này đẹp lắm. Có em like là hết rồi, còn ít nè. Lên với em mã này là mã tím nè. Tím em còn được size 2 nha mấy chị ơi. 55kg trở lại mặt giường. Rồi đỏ. Em còn được bộ đỏ 3. Chị đem này chốt luôn mã đỏ này đi, đẹp xuất sắc. Chốt em mã đỏ đi các chị, mã đỏ. Đỏ em còn được một bộ size 3, chốt em mã đỏ. Các chị ơi, các chị tương tác lên giúp em với. Các chị ơi, các chị tương tác lên giúp em với các chị. Để em lên tiếp cho mấy chị nữa. Đẹp, em còn được 1 với 3 nữa nè cả nhà ơi. Vậy là em quỷ cái bill của chị Lê Hương nha. Đẹp 1 em không có chốt nha chị. Chị lên đẹp 3 thì ok. Chứ đẹp 1 là em không có chốt được. Mặt về mặt không vừa, không có nới ra được. Lên giúp em mã này mã đẹp. Đẹp em còn 1 với 3, chốt giúp em mã đẹp. Rồi lên cái bộ bao lăn tăm tay con nó luôn đi chị, để tay lỡ đó đi. Hết thấy mấy chị đẹp nhà em rồi. Các chị ơi, các chị chấm lên giúp em với. Hay là quay lại cái bộ đùi cho mấy chị đi, bộ đùi. Bộ đùi quá đẹp luôn. Bộ đùi hồi sáng chị nào chưa xem được, em lên lại cho mấy chị nha. Lên bộ đùi đi rồi em lên bộ bao lăn tăm cho mấy chị. Đây đây đây. Thấp lên không thấy luôn. Đùi 85.000 một bộ. Xuất sắc luôn nha mấy chị. Đùi thiết kế nha. Nó giống như là cái hàng mà set thiết kế mang gồ. Đùi của mấy chị thấy ở trên mạng đó, 85.000. Cái này thì em may thun lỗ nha. Các chị ơi, các chị chấm lên, tương tác lên giúp em với. Hết thấy rồi. Mẫu đó không có size 6 chị Hương Mỹ. Xe 5 là em còn được có một bộ màu xanh lá hả chị bé ba ơi. Rồi cái bộ đùi này em cũng có từ xe 2 đến xe 5 thôi. Hình như xe 5 hết luôn rồi. Xe 5 còn được có một bộ hồng à. Rồi bộ này chủ yếu là còn được 2, 3, 4 nha mấy chị. Lên với em mã này là mã xanh riêu nha. Cái chị đẹp nhà em xanh riêu. Xe 2 cũng 55-56kg trở lại thôi nha. Quá đẹp luôn. Bộ đùi 85.000. Ôi đẹp quá vậy. Đẹp lắm hay. Nhớ cái này đợt nào có một bộ mà đưa lên cho mình đó nhớ không? Có một bộ mà đổ mà mặt đó. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Túi xéo nha mấy chị, hai túi xéo hai bên nha, đẹp lắm. Có tay, cái này có tay. Lên với em mã này là mã riêu nha. Riêu hiện tại em còn được 2, 3, 4. Riêu 4 em chốt cho chị On Nguyễn. Chị On Nguyễn chốt thêm hả chị On Nguyễn? Cái này hồi nãy chị On Nguyễn chốt rồi nha. Giờ là chốt thêm lượt nữa đúng không? Lên với em mã này nha. Lên với em mã này là mã trắng nha các chị, mã trắng. Mãi đầm bả. Ta chốt người ta biết. Lên với em mã này. Chốt em mã này là mã trắng nha các chị ơi, mã trắng. Hồng năm em chốt cho chị On Nguyễn luôn. Là em hết size 5 luôn nha cả nhà. 85.000 một bộ cả nhà ơi. 85.000 hả cô Báo Ngô ơi, cô Báo Ngô chốt đi. Bộ này đẹp lắm. Cô Báo Ngô là size 3, size 4 vậy. Mập mạp khỏi mua luôn chị Hương Mỹ. Đừng giận chế lô sau đi. Em may có size số 6 cho. Cái lô này là em mới có demo thôi. Cái lô này là em mới may thử thôi nha. Chưa có ra. Em còn 3-4 mẫu cho mấy chị lận. Ok lấy thêm nha chị On Nguyễn ơi. Rồi riêu 3 cho chị Ngọc Thủy. Riêu 4 cho cô Báo Ngô. Rồi lên giúp em mã này là mã trắng giúp em nha. Mã trắng này lên đẹp lắm nè. Trắng này em còn được 2, 3, 4 cho cái chị đẹp nhà em luôn. 2, 3, 4 luôn lên giúp em mã trắng. Hồng nè cả nhà. Kìa. Hồng là em còn được 2, 3, 4. Lấy kẹo cà phê ăn mới được phù ngủ
sáng về hồi chưa ngủ mà ngủ rồi ngủ sáng nhận qua sớm thấy em ru rồi thấy nghe trễ nó mới qua trắng bốn cho chị Ôn Nguyễn hồng em còn được 2-3-4 nè lấy cái bộ hồng này thêm đi chị Ôn Nguyễn bộ hồng này ngoài nó đẹp lắm chị dễ mặc nữa nó đẹp nha cái họa tiết ở ngoài nó đẹp hồng em còn được 2-3-4 nha lên giúp em mã hồng hồng em còn được 2-3-4 rồi lên giúp em mã này là mã xám xám em còn được 2-3-4 luôn ủa ba rồi xám em còn được 2-3-4 luôn các chị rất là đẹp luôn nè xám em còn được 2-3-4 luôn một 85.000 một bộ đùi các đùi em đang mặc 85.000 lên giúp em mã này là mã sơn thủy các chị sơn thủy đẹp quá chốt em sơn thủy nha cái này đợt này dúng đẹp lắm các chị cái bộ này các chị mặc ôm vô là nhìn cái form ngực ngực ra ngực eo ra eo mà mông ra mông luôn nè cái bộ này lên đẹp lắm nha bộ này mặc rất là tôn dáng đó đẹp nó còn cho chị không hồng 4 em chốt cho bà nội bé ok bà nội bé hồng 4 cho bà nội bé lên với em mã sơn thủy đi cả nhà sơn thủy xám 4 em chốt cho chị Ôn Nguyễn rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà chốt em mã sơn thủy nha sơn thủy rất là đẹp cô báo ngô chốt size mấy cô báo ngô ơi con còn nhưng mà nó còn lẻ nha cô lẻ bông nha nó còn đựng ít à size 5 là con hết size 4 thì Quyên quay lại coi chị cái size 4 nha cái bộ đó còn cái gì cho Quyên xách lại cho chị luôn đi xách lại cho chị luôn size 4 còn có 3 họa tiết thôi cô báo ngô ơi nhí cam nha cô nhí cam nhí trắng với lại là mã ngũ sắc nhí cam nhí trắng với lại là ngũ sắc con còn được 3 họa tiết sơn thủy 4 cho chị Ôn Nguyễn lên giúp em mã nhí tím cả nhà nhí tím còn có một bộ duy nhất chị hai đã không còn nhí tím còn có một bộ size 2 à các chị 55-56kg trở lại mặc giường chớ em nhí tím cái đẹp này mình phải dần cho ba mình bán hết mình nói chó em mã này nha mấy chị ơi lên giúp em là ngọc đậm lên giúp em ngọc đậm nha các chị ngọc đậm em còn được size 2, size 3 ngọc đậm hiện tại em còn 2-3 hả lên giúp em mã ngọc đậm quá đẹp luôn ngọc đậm em còn được 2-3 rồi nhí xanh em còn được 2-3-4 nhí tím size 2 cho chị Ôn Nguyễn là em hết nhí tím 2 luôn rồi lên giúp em nhí xanh đi cả nhà nhí xanh em còn được size 2, size 3 và size 4 quá đẹp luôn nhí xanh em còn được 2-3-4 cái chị đẹp chốt giúp giùm em nhí xanh đẹp quá cái hoa nhí này cũng đẹp nữa chị cái màu của nó ngọt nhí xanh em còn được 2-3-4 nha còn bộ lá cam lá cam em còn được 3-4 nha các chị nhí xanh 3-4 cho chị Ôn Nguyễn mã lá cam em còn được 3-4 luôn lá cam ta ngồi đây ta kiếm thì trời thảy vào đây đi thảy vào đó lá cam em còn được size 3-4 các chị đại chốt em mã lá cam các chị lá cam em còn được 3-4 lá cam em còn được 3-4 các chị đẹp chốt em mã lá cam cam 3-4 cho chị Ôn Nguyễn ngọc đậm 3 cho chị Ngọc Thủy rồi em hết nha các chị em đang mặc là mã riêu nha em đang mặc là mã riêu quá đẹp cái tay cũng đẹp đó mấy chị cổ cũng đẹp ha cổ dung tim chắc mắt mới đẹp chị thích sắc nắp nhưng mà thấp ở em không có thích sắc nắp thấp lên có tay như thế này thôi nắp bằng nó mát này người ta mặc ta đi cà phê rồi này kia hết rồi nha cô báo ngô ơi lập thể với lại là mã riêu hả lập thể hồi nãy đâu có còn bộ lập thể nào đúng không lập thể với riêu con hết luôn rồi cô ơi không có riêu nha cô hồi tối mình đâu có là mã riêu hả lập thể thì có cái bộ bâu rồi chốt với em bộ này bộ nhí xanh rồi bây giờ lên cái gì cho mấy chị đây
lập thể là hồi sáng giờ không có khách nào xả cho nó cô. Lấy thêm thôi mà không có khách nào xả ra chứ. Bây giờ 13 giờ rồi, 1 giờ rưỡi. Nãy mình đang là 10 rưỡi hả chị? Nãy mình lên 10 rưỡi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Cái bộ này bộ này mình còn bộ này em lên cho các chị. Bộ này là bộ cổ bao lăng tông nha mấy chị ơi. Tay con giúp em nha, tay lỡ. Đẹp lắm luôn, quần ống nhỏ. 110 ngàn một bộ. Bộ này giá chỉ có 110 ngàn thôi. Ê, bộ đó đẹp. Em đang xếp á, cái gì quên đó. Quên rồi. Đẹp chứ có một bộ mà. Bữa nay mấy ông giao hàng của mình đâu mất tiếng chân rồi. Trời, bữa nay hàng về đâu mất tiếng chân rồi. Thấy giao chân vậy. Rồi bao lăng tông tay lỡ giúp em quần ống nhỏ nha các chị đẹp nha em. Giá chỉ có 110 ngàn một bộ thôi. Chốt em, bộ em đang mặc là mã bông hồng. Chốt em mã bông hồng đi các chị. Tương tác lên giúp em cả nhà ơi. Cả nhà còn xem được like không ạ? À? Dạ. Các chị chấm tương tác lên giúp em đó các chị. Em thấy có đồ Quảng Châu ở chụp hình. Hết trơn rồi chị miền Tây quê tôi. Còn mấy bộ size của chị nè, 60-65kg hả chị? Còn mấy bộ à? Em bán hết trơn rồi, mới vừa bán xong đó. Còn được mấy bộ size 2XL của chị nè, 60-65kg. 105.000 bộ. Tối nay em sẽ có đồ mới về cho mấy chị đó nha. Tối nay là em sẽ về cho cái chị lô hàng của nhà Hiếu Hạnh. Là hàng trung niên nha mấy chị. Là cái lô mà cắt laser hôm bữa em về đó. Cắt lỗ laser đó mấy chị, là em về thêm. Là thứ nhất, thứ hai là em có thêm cái bộ gấm mà hàng trung niên mà đồ kiểu nha. Gấm cao cấp luôn. Với lại là lụa bảo ngọc. Nha, lụa bảo ngọc. Chị đi. Chị quen rồi, tụi em hơi nhạy cảm. Vừa cái chị 60-65kg mặc vừa. Bộ này nè chị, miền Tây quê tôi em còn được có mấy kiểu à. Quần ống nhỏ nè chị có nhiều, đa số nó sẽ còn tông trắng với tông đen rồi chị ơi. Màu đồ này kia là em hết trơn rồi. Không có thấy mấy chị bình luận luôn. Mấy chị ơi, còn đông người xem không? Còn mà không có thấy bình luận, mấy chị đâu mất tiêu hết trơn à. Các chị đang xem, các chị bình luận lên giúp em với cả nhà. Sao em không thấy bình luận của mấy chị à? Tương tác lên giúp em với các chị. Kẹ kêu ai chổng rồi kẹ. Cái máy đó của chị Hai đó. Chị Hai kêu chị Hai chổng mày đó. Mắc cười, không phải. Quyên, trời trời trời, cái bọc cột cá nhỏ. Ừ. Làm căn đô gô, nhà phải có con căn đô gô rồi đó. Em chào chị Ngân Ngọc. À, mấy chị không có coi like nữa thôi, em up like nha mấy chị ơi. Em up like nha. Hết trơn ống le rồi, chứ đẹp ơi, không có còn bộ ống le nào luôn. Cho chị xem lại, nhí trắng lại đi, ok. Hai gút cho em bộ nhí trắng thôi. Nhí trắng của mẫu này nè. Đây chị, bộ này là bộ nhí trắng nè.
Chị Hoa Lê Quỳnh. Chị mặc đây là ống le nè, chị mặc cái gì vậy? Bộ ống le hả? Ống le còn được bộ nè, size 2XL nè, 60-65kg nè chị. Còn được bộ này nè chị, miền Tây quê tôi. Ê cái bộ đường trắng nó thấy chị ơi. Bộ này kiểu cũng đẹp nữa nè chị. Không phải. Trắng là bọc á. Ống le còn được có 1 bộ à. Hai nhìn bà mẫu á. Ống le còn được bộ này. Còn có một bộ thôi chứ 105.000 bộ. Hết trơn. Bộ em mặc là bộ set bộ đồ bộ á chị Nắng Hạ. Em mặc là set bộ quần ống nhỏ á chị. Bộ em mặc là bộ cổ bâu lăn tông tay lỡ quần ống nhỏ 110.000 một bộ. Ok cho chị miền Tây quê tôi. Đúng rồi cái bộ này đó. Đúng rồi bộ đó đó chị quần ống len. Size 2XL em mới bỏ ra. Rồi em ớp lái đây nha cả nhà ơi, em hẹn các chị vào buổi live tối mai nha mấy chị. Ủa anh tối nay lộn. Tối nay hàng giờ mới về kịp là tối nay em đem soạn cho mấy chị, tối em lên em live đi. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Các chị nhớ để ý điện thoại giúp giùm em nha, đơn này bên em gọi điện chốt đơn luôn nha. Các chị đẹp nhà em ơi, xả ra rồi là không có còn hàng để mua lại nha mấy chị. Rồi bye bye các chị.